Ngày nào con cũng nhậu nhẹt say xỉn vậy. Rồi đám học trò nó nhìn thấy nó nghĩ thì sao? Ai cái gì không còn quan trọng đâu mà má lo. Mà sao tự nhiên lại ra nông nổi vậy? Đang yên đang lành hả? Bởi tao thấy mày đi đi lợi lợi với cái bà xe hơi đó là tao lo rồi. Vậy sao má không cản con? Cản mà được hả? Hay là mày nghe cái tiếng kèn xe của bả là mày bỏ đi mất tiêu? Tại sao má không lấy dây chứ? Lấy dây để mà trói con lại hả má? Mà thôi, chuyện gì thì cũng bỏ đi con. Thương mình sống sao giờ mình sống vậy? Con dạy học lại là được chứ gì. Được gì mà được, không còn làm được gì đâu má. Mày làm như là ngày mai mày chết liền vậy đó. Nè, để đó má tính cho. Má sẽ thông báo với phụ huynh học sinh là con sẽ dạy lại ha. Rồi má cho khai giảng vào tháng tới nha. Vô ích thôi má ơi. Mày làm như là mày chết rồi vậy hả? Đàn ông đàn an, có cái gì cũng phải ngẩng cao đầu mà sống chứ. Chỉ có thất tình một con mụ bà già khú vậy đó mà làm như là thắt thở tới nơi vậy. Mày nhìn lại mày đi, nhìn lại có còn giống đàn ông nữa không vậy? Không, con không phải đàn ông, con là một thằng đĩ đức. Cuộc chuyện sống bám giấy đàn bà đó má. Bây giờ con nói cho má nghe tất cả mọi thứ rồi đó, con là một thằng đĩ đức. Mày nói cái gì? Chị uống nước cam cho khỏe. Cảm ơn em. Chị thấy sao rồi? Tụi em biết á, là chị vẫn còn mệt, nhưng mà có nhiều chuyện cần chị giải quyết. Tụi em không dám tự tiện cho nên mới gọi chị. Chị không sao. Chắc do làm việc nhiều quá cho nên cũng cần phải có thời gian để thư giãn. Thấy chị xanh sao? Chị mất ngủ hả? Chị không sao đâu. Nè, lo mấy cái đơn đặt hàng của khách nha. Mấy cái mẫu xe của Hàn Quốc á, chị cũng xem qua rồi. Tụi em lo tiếp thị với khách hàng, nhất là những khách hàng thân thuộc của mình á. Dạ. Bà biết đâu? Hả? Đi đâu vậy? Kêu bà nghe đi. Bà đi đâu? Kêu bà nghe đi gặp tôi. Tôi biết là bà ta ở trong đó mà. Kêu bà, cái bà chủ xuống đó về đi. Đi. Bà nói mày. Anh là ai? Anh cần gì? Tôi không cần gì hết á. Tôi muốn gặp chủ showroom này nè. Kêu bà Miên ra đây. Đi lên. Đã. Đã. Đi. Anh ra ngoài giùm. Kêu bà Miên ra đây. Đi lên. Có chuyện gì á thì anh nên vô trong nói chuyện cho đàng hoàng. Chứ ở đâu mà la lớn hôm sớm ngoài này vậy? Tôi không cần vô. Tôi không cần nói chuyện với ai đó. Tôi muốn gặp bà My. Tôi đứng đây tôi la cho mọi người cùng biết nè. Được không? Hả? À, kêu bà đây. Bà My. Tôi. Anh ra ngoài giùm. Kêu bà đây. Để lên. Bà My. Buông tôi ra. Mày gần tao á, tao cho mày dính nó ra chết cha mày luôn á. Có chuyện gì vậy? Ở bên ngoài có một anh chàng điên khùng kêu réo ôm sòm tên chị ngoài kia kìa. Chị ra coi thử đi. Kêu bà ra đi. Nè, tưởng có tiền là ngon lắm hả? Hả? Nè, tôi bị xin ra rồi nè, nè. Bà cũng bị xin ra rồi đó. Hả? Kêu bà. Kêu bà đi. Sao? Em ra đi làm việc đi. Em đi đây. Em đi đâu? Đứng đây làm gì nữa? Em đi đâu? Làm việc đi. Hả? Đi ra giùm nước. Buông ra. Buông ra. Mày quýnh tao hả? À, tao bị xin ra, muốn chết không? À.
Tao kêu công an tới công đầu rồi bây giờ á. Mày kêu đi. Mày nói ngon lắm hả? Cho nó biết ở đây chị, để làm gì tới đây nó quậy vậy? Nó tự tìm hiểu cho nên nó biết, chứ em đâu có khùng đâu mà cho nó biết chỗ làm ăn của mình. Mà thôi, anh ở lại giải quyết công việc giùm em đi, chứ em không có mặt mũi nào ở đây hết á. Giờ bà muốn sao? Cảm ơn. Giữa tôi và cậu, biết ai trách ai bây giờ? Giờ đây số phận đã rõ ràng như vậy rồi, có nói gì đi nữa thì cũng vô ích mà thôi. Giờ suy nghĩ xem từ đây đến đó mình nên làm gì thôi. Bà nghĩ bây giờ bà còn làm được gì nữa hả? Mình nên suy nghĩ xem làm gì cho những người thân của mình. Nhưng có điều, đến bây giờ thì ai là người thân của mình đây? Ngoài thằng Kiệt ra, không ai coi tôi là người thân cả. Ông biết rồi. Ai? Chồng của bà, ba của thằng Kiệt. Không lẽ là ông biết bà là có bồ nhí, rồi bà cũng đã bị. Mà thôi, rốt cuộc bà kêu tôi ra đây làm gì hả? Tôi không có thời gian để mà ngồi thơ thẩm với bà đâu. Nè, bà nói gì đi chứ. Có gan chơi thì phải có gan chịu. Là một thằng đàn ông, sống đừng có hèn hạ quá. Có chuyện gì thì cũng phải cư xử như một người có ăn có học đàng hoàng. Còn muốn gì thì nói tôi sẽ giúp đỡ cho. Nên nhớ, tôi là nạn nhân của thói ăn chơi bừa bãi của Thịnh. Không phải tôi là người lấy bệnh cho Thịnh. Đáng lý ra tôi là người trách Thịnh mới phải. Đằng này tôi không trách. Thịnh ở đó đừng có ăn dại với tôi. Bắt đầu từ việc bà dụ dỗ tôi, cho nên tôi mới có lối sống buông thả, rồi trượt dài xuống Vũng Lây. Bà nên nhớ, trước đây tôi là một người đàng hoàng đó.
tại sao bao nhiêu người bị dụ. Họ lại không đồng ý. Hình lớn rồi, phải chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của mình chứ. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi đã gây nghiệp quá nhiều, cho nên bây giờ tôi nhận hậu quả đó là sự công bằng. Còn bây giờ thì nên im lặng đi. Sống cho từ đây đến đó, sống cho đàng hoàng vô. Đừng có la làng, thiên hạ họ cười cho thối đầu. Em đi chùa từ bao giờ vậy? Anh cũng đi chùa sao? Nào giờ em chưa biết chuyện này. Anh đi chùa cũng phải báo cáo với em à. Anh có làm gì thì làm. Nào giờ đâu có bao giờ em bắt anh phải báo cáo chuyện riêng của anh cho em biết đâu. Thì chuyện làm ăn mà, không ít thì nhiều cũng phải dính dáng tới chuyện cúng kiến chứ. Có thờ có thiên, có kiêng có lành. Còn em sao? Đi chùa cầu gì vậy? Cầu đủ thứ. Cầu cho gia đạo được bình an. Chắc là mới làm gì cho nên thấy bất an hả? Chứ anh thấy cuộc sống này có được bình yên không? Cuộc sống của anh bây giờ anh không mong chờ gì hơn, cho nên như vậy cũng tạm ổn em ạ. Anh đừng có tự dối lòng mình nữa. Đến bây giờ em mới cảm thấy mình đã sai lầm khi kéo anh vào để giải quyết chuyện riêng của em. Rồi từ đó hai đứa mình dắt díu nhau vào một cuộc sống mà không ai mong muốn. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng em với anh đành chấp nhận, im lặng cho qua. Nếu như bây giờ anh cần phải thay đổi á, không cần tới em nữa, thì em và anh cũng có thể chia tay trong hòa bình, để anh có thể đi tìm một người mà anh yêu thương thật sự.
Em thật sự đang cần một người như vậy, một việc như vậy. Em không cần những điều đó nữa, vô nghĩa lắm. Em chỉ muốn trả tự do cho anh thôi. Muộn rồi em à. Anh đã phá nát hết tất cả, đến nỗi bây giờ có được tiền cho đi chăng nữa thì cũng không thể nào tìm được hạnh phúc. Anh vợ đi chùa thắp nhang sám hối, chỉ mong là tâm hồn mình được nhẹ nhàng đôi chút thôi. Anh không cần phải giấu em đâu. Em đã nghe được hết chuyện riêng của anh rồi. Có người gọi điện thoại cho em rồi đó. Ai chứ? Ai gọi điện thoại cho em? Hương ơi. Ôi, ai vậy? Tôi Sáu nè. Ủa Sáu hả? Ừ. À, vô nhà chơi. Khỏi đi, ngồi ngoài này cho mát không ơi. Dạ, vậy chờ chút xíu tôi lấy nước nha. Khỏi đi, người trong nhà không mà đặt khách sáo làm gì. Ít ra khách tới nhà không trà cũng nước mà ông nói sao vậy. Nè, uống miếng nước đi. Chà, cái bộ dọn về đây làm ăn có bộ được ha. Được cái gì, mới thời gian đầu mà cũng chưa có khách khứa bao nhiêu đâu ông ơi. Ủa, qua kiếm tôi có chuyện gì không? Tôi có công có chuyện, tôi mới qua tìm ông. Tôi qua tôi hỏi vụ cái nhà đó. Nhà nào? À, còn bà đặt giả đò với tôi nữa. Thì cái nhà mà hai má con bà mướn ở chứ cái nhà nào. Tôi qua tôi hỏi chủ nhà thì chủ nhà mới nói là ông đã mua rồi. Nè, mua là mua làm sao? Nói vậy ông biết hết rồi hả? Thôi biết rồi thôi, tôi cũng không giấu ông luôn. Tôi tính vậy, giấy tờ xong xuôi hết á, lúc đó tôi mới cho chị hai chị biết. Ông có lỡ biết á thì đừng có cho ai biết nghe không? Ý ông là mua đứt căn nhà đó cho bà hai rồi đó hả? Đúng rồi. Nè, ông chơi vậy không có được nha. Ông định giành mối của tôi đó hả? Ông ỷ ông có tiền ông chơi qua mặt tôi đó hả? Nè, ông mà chơi cái đó là tôi cắt một cái cụp. Là ông làm thái giám, ông mất đi cái dụng cụ gây án với bà hai của tôi nha. Nè, ông nghĩ đâu vậy? Vô duyên. Người ta nói là phòng nhì của anh và sắp có con với anh nữa. Em nói với cổ, nếu như có con á thì phải báo cho anh biết, chứ không cần phải báo cho em biết đâu. Mấy cô nhân viên ở trong công ty này phá quá. Anh lấy cái remote bấm thôi nó mở được mà. Anh không cần phải đối phó với em mấy chuyện này đâu, vì từ lâu em đã không quan tâm tới những chuyện như vậy. Anh hãy nói với cổ là đừng có làm phiền em, về là tốt. Em về luôn chưa? Anh bận việc thì về trước đi, lát nữa em về sau. Em à, cái cú điện thoại đó em đừng bận tâm nha. Anh hứa là sẽ không làm phiền tới em đâu. Không sao đâu, em không cảm thấy phiền. Thôi anh đi làm nha. À, lát trưa anh về ăn cơm với em. Nhớ chờ cơm anh nha. Anh à. Chuyện gì vậy em? Nếu như em với anh có con chung với nhau, liệu em với anh có yêu nhau được không? Bây giờ dạo này sao em khác quá? Anh chắc là em đang gặp chuyện gì đúng không? Em đừng như vậy mà, không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu được thì chia sẻ cho anh nghe đi, nói ra sẽ nhẹ lòng. Tôi anh đi làm nha. Trưa anh sẽ về ăn cơm với em. Nếu em cần anh thì
Chị nghỉ luôn cũng được. Anh đi đi, trưa về ăn cơm. Anh đi. Tự nhiên ý tầm bậy tầm bạ không à. Ý cái không tự nhiên mua nhà cho người ta làm gì? Bình tĩnh đi, uống miếng nước đi tôi nói cho nghe. Già mà sao nóng tính quá. Rồi đó, nói đi. Nó là vậy. Tôi thấy hai chị em khổ cực khổ quá. Hôm nay ở nhà thuê, ngày mai ở nhà mướn. Hơn nữa mấy đứa nhỏ cũng vậy nữa. Thấy tội nghiệp cho nên mua cái nhà, có cái chỗ cho chị em, rồi mấy đứa nhỏ của cổ á, chui ra chui vô che nắng che mưa vậy mà. Trời ơi, ông làm gì ông ngon lắm vậy. Ông cũng đang ở nhà thuê nè ông nội. Ông lo cho thân ông đi. Còn con cái ông nữa kìa, ông lo cho nó đi. Trời ơi. Ông không phải hút bà hai. Ừ. Hay là ông bỏ ông heo để ông hút cô em. Ê, hai đứa mình làm cột chèo nhau. Đứa chị đứa em cũng ok á. Ok ok cái đầu của ông á. Tôi mắc nợ hai chị em cổ nhiều lắm. Có trả cả đời này cũng không hết đâu. Ê ê ê, kể tôi nghe coi. Có phải hồi xưa ông đã hấp không? Đã hái qua cả cụm rồi không? Hái cái đầu của ông á. Nghĩ gì đâu không à. Già cả rồi. Nghĩ xàm đế quá. Vậy tại sao ông đắc tội với hai chị em họ? Thôi, tôi cũng không muốn nhắc tới làm gì. Chuyện dài dòng dữ lắm. Cứ nhớ tới chuyện này á, tôi chỉ muốn đâm đầu chết cho xong. Nhưng mà tôi nghĩ lại á, tôi chết rồi thì lấy đâu ra để trả nợ lại cho người ta. Mình trả được cái gì thì hay cái đó, để cho mình nhẹ nhàng, mình thanh thản cái lương tâm của mình. Trầm trầm vậy đó hả? Vậy mà từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ ông là một cái người hàng xóm mà vô tư bình thường. Ai dè ông là tội phạm bí mật. Ghê thiệt chứ. Ủa sao gân ngang vậy? Không hề không không kể tiếp đi. Mà đầu đuôi câu chuyện sao? Tôi với cô đã thỏa thuận với nhau không được làm phiền nhau. Bây giờ ai vi phạm, tất nhiên chuyện này sẽ chấm dứt. Em không có ý định làm phiền ai, cũng không có ý định chấm dứt. Có tha là do cô muốn, tôi không quan tâm. Cô đừng có vịnh vào điều đó mà làm phiền tôi. Anh sao vậy? Anh với bà đâu có đứa con nào đâu. Tại sao bây giờ anh đang có con của mình thì anh lại từ chối? Tôi có con hay không á, không liên quan tới cô. Cô không cần biết. Nhưng tôi thừa hiểu, tôi không thể nào làm người cha tốt được. Tôi không muốn điều đó lặp lại một lần nữa, cô hiểu không? Anh nói vậy nghĩa là sao? Vậy có nghĩa là anh đã có... Cô biết về tôi như vậy đủ rồi, không cần biết thêm nữa đâu. Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện có con là chuyện riêng của cô, không phải là chuyện của tôi không chịu trách nhiệm. Cô đừng có mượn cái chuyện đó để mà ràng buộc tôi làm những điều tôi không muốn. Cuộc đời tôi quá phức tạp rồi, đừng có làm rối beng lên nữa. Đâu phải anh muốn đơn giản là đơn giản được. Nếu như vậy, ngay từ đầu anh đừng có để mình đi ngoại tình đi. Tại sao con người anh lại bất nhân tới mức chỉ xem tôi như là công cụ để cho anh thỏa mãn nhu cầu tình dục của anh? Tôi đã có tình cảm với anh, và tôi cũng là con người, chứ đâu phải là con thú. Tôi biết, nhưng ngay từ đầu quan hệ với cô, tôi đã thỏa thuận như vậy rồi mà. Nhắc lại một lần nữa, cô vi phạm thì cô phải chịu thôi. Ngay từ bây giờ tôi yêu cầu đừng làm phiền tôi nữa được không? Hả? Nè. Còn nữa, cô chuẩn bị muốn dọn đồ đi đâu thì dọn. Ngay hôm nay tôi sẽ báo với chủ nhà chấm dứt hợp đồng và lấy lại tiền cọc. Cô đừng có ở đây mà chơi lì với tôi. Nè.
Tại vì cái ông khui cái chuyện một cách bí hiểm. Ông làm cho tôi tò mò vậy. Ông có tò tôi không cho ông mò đâu ông ơi. Chưa. Ông có muốn mò không cho mò đâu ông nội. Vậy thắc mắc làm gì? Thôi, ông kể thôi, tôi không ép. Chỉ có điều là tôi cũng giống như ông á. Tôi cũng đang tính kiếm một cái chỗ nào đó cho mẹ con, chị em họ có nơi, có chỗ để mà yên thân. Nhưng mà qua hỏi thì chủ nhà người ta nói là ông làm trước tôi rồi. Ông á, thì ông lo trả nợ của ông. Còn tôi thì... nó quịch tẹt là thương bả. Đó, vậy đi. Bây giờ tôi với ông Hùng. À, chứ để mình ông lo cho vợ tương lai của tôi. Tôi ấy nấy, tôi chịu, ấm ức sao nổi. Thôi ông ơi, tôi đâu có lo được gì cho vợ tương lai của ông đâu mà cứ lảm nhảm hoài. Thôi tôi hiểu rồi. Hồi xưa là ông gây án với cô Đông, chứ không phải gây án với bà Hai. Chứ nếu mà hồi xưa ông gây án với hai của tôi, tôi bẻ cổ ông rồi đó, chứ ông hay. Nữa, già cả tới nơi cứ ghen tuông bóng gió hoài. Tôi nói ông nghe nè, tôi không gây tội lỗi với hai thì cũng có thằng khác nó gây tội lỗi hai vậy. Chứ đâu phải tự nhiên hai ở vậy hoài để dành cái ngàn vàng cho ông sực. Ôi bậy bạ. Sực chị ba túi đó. Mấy cái thằng mà khuất mày tôi không có nói làm gì. Nhưng mà với ông á là có chuyện liền á nghe. Bây giờ tôi hỏi ông nè, bây giờ trong cái bàn nhậu đi, và tôi ngồi và nhậu với ông đi. Tự nhiên tôi quay qua tôi nhìn mặt ông, tôi nói trời ơi cái thằng này nè, hồi xưa ấy bà Hai nè. Trời lúc đó tôi đang xỉn nha, tôi không biết là tôi làm được cái chuyện gì luôn á. Nè, 6 rồi 6. Chưa sai mà thấy 6 xàm rồi đó. Mệt. Thôi đi về đi. Về gì mà về. Chứ tôi ở đây làm gì. Cái chuyện chính tôi còn chưa nói đây nè. Chưa. Bởi vì thứ nhiều chuyện gì đâu á. Chuyện chính không nói, nói chuyện phụ đã thôi. Bây giờ chuyện chính quên. Long. Con. Chú. Con có chuyện muốn hỏi chú. Chú. Cháu muốn hỏi cái gì? À, hay là chú cháu mình ra ngoài ngồi cho tự nhiên con ha. Tùy chú. Nếu như chú cảm thấy ở đây không tiện. Long nè, hay là con để xe lại đây đi. À, con đi xe hơi với chú, chút nữa quay lại lấy sau. Dạ thôi khỏi, chú cứ đi xe của chú đi. Có gì con chạy xe máy theo chú cũng được. À, cũng được. À, nếu như con chưa muốn. À, thôi mình đi. Bây giờ nghe tôi nói đi nè. Tôi nói về cái vụ cái nhà đó. Tôi qua nói chuyện với chủ nhà rồi. Tôi biết là ông không có đủ tiền đúng không? Ông chỉ có 150 thôi. Đó. Còn tôi cũng giống như ông. Tôi gom trên gom dưới gì đó cũng được khoảng một nửa căn nhà. Đó thì bây giờ vậy. Hai đứa mình cưa đôi. Ông nửa tôi nửa. Coi như là ông trăm tôi trăm đó. Rồi. Còn cái phần mà dư lại của ông á, ông cứ để dành để mà hộ thân nha, còn lo cho con cái ông nữa, được không? Tôi định không cho ai biết chuyện này hết. Nhưng mà bây giờ ông biết rồi, ông chia sẻ thì thôi cứ vậy mà làm. Cảm ơn ông. Chứ tôi cảm giác là tôi có lỗi với hai chị em của họ nhiều lắm. Tôi hiểu rồi. Hồi xưa ông gây tội với cô em, nhưng mà cô chị á phải cực khổ nuôi bà điên hơn 20 năm trời. Chứ ông không có làm gì hai của tôi hết, đúng không? Chứ gì nữa, giờ ông hết nghĩ khùng được chưa? Được rồi. Ủa, bà tự pha trà uống luôn hả? Sao không đợi con về con pha cho uống? Chờ mày pha chắc tao chết khát quá à. Dạ, vậy thôi bà uống đi nha. Ủa, bà ngồi đây đợi ông về hả?
Chờ vậy thôi, chứ không biết ông có về ăn cơm hay không nữa. Con nói thiệt bà đừng buồn nha. Ở dưới quê á, nhà con nghèo lắm, nhưng mà bữa cơm nào dọn ra cũng có đầy đủ tía má anh chị em quay quần nhau ngồi ăn á, ấm cúng lắm. Còn ở trên đây á, nhà bà giàu có quá, nhưng mà sao con thấy không có sướng. Mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy ăn à. Mày nói vậy thì tao chỉ biết nghẹn họng, im lặng thôi. Mà bình thường nói năng kiểu này á, là tao không tha cho đâu nha. Con biết thời gian gần đây á, tâm trạng của bà không có được tốt. Hôm nay con cũng nói thiệt luôn, nếu như á, mà bà đuổi con á, con cũng vô con ôm đồ về quê liền á. Thôi đừng, mày đừng có nghĩ. Mày mà nghĩ cái nhà này chắc nó vắng như chùa Bà Đanh quá à. Thật ra tao cũng đang chán đời, không có thiết sống gì nữa đây nè. Tại con cũng làm đây con cũng thấy chán quá à. Mà sao con cứ nghĩ hoài không ra. Người nghèo như tụi con á, cứ nghĩ hễ mà có nhiều tiền á, là chắc chắn là sẽ sung sướng, là hạnh phúc. Nhưng mà sau nhiều năm làm ở đây á, thì con thấy không phải như vậy. Sao kỳ vậy bà? Tại tao. Bắt đầu là từ tao. Từ đầu tao có được mọi thứ bằng tiền, không phải bằng tình yêu thương. Nhưng mà tôi độc thân, tôi không có con cái gì hết. Ông thì khác, ông còn phải lo cho con ông nữa. Con Thư á hả? Con Thư á, nó lớn rồi, nó có công ăn việc làm đàng hoàng, nó tự lo cho nó được. Trở lại á, nó sống tới bây giờ á, là cũng là vì... Vì gì? À, không có gì. Thôi, bây giờ cứ quyết định vậy đi. Thôi, bây giờ tôi mệt ông quá. Giờ tôi nói rồi đó nghe. Giờ là tôi hùng là tôi hùng đó. Còn cái chuyện mà ông muốn xài tiền á, thì còn thiếu cha gì việc để mà xài ha. Còn cái chuyện mà bây giờ là tôi đã lập được cái chủ quyền của tôi rồi, tôi đã xác định chủ quyền giữa tôi với bà Hai rồi, cho nên tôi không còn áy náy gì nữa. Còn ông muốn trả nợ đời nợ kiếp gì á, muốn cho họ sung sướng sao đó, thì bây giờ như vậy đi, ông mua nhà xong á, sau khi đó cái ông xây nhà lại cho tử tế, rồi ông mua sắm vật dụng ở trong đó, ông bao trọn gói luôn đi. Tôi không ý kiến gì đâu. Ủa, nhưng mà tôi nói trước nha, sau này có chuyện gì thì ông đừng có than với tôi à. Than gì, ông vô duyên vừa phải thôi chứ. Tôi chỉ nghĩ tới căn nhà thôi. Còn cái chuyện sau này ông đến với Hai của ông rồi đó, ông muốn sửa chữa hay ông muốn làm gì đó chuyện của ông. Cứ mắc mớ gì tự nhiên ông sướng mà tôi phải khổ vậy. Vậy đi. Mà thôi, đừng có hỏi, đừng có nhắc nữa, đau đầu lắm. Đi làm đồ ăn đi. Vậy trưa nay ông có về ăn cơm không bà? Hứa là về ăn cơm đó, chứ không biết có về không, nhiều khi lu bu trong công ty cũng không chừng. Dạ, thôi con đi nấu cơm. Alo. Em khỏe không? Anh nghe nhân viên nói là mấy bữa nay em không có tới công ty hả? Anh lo sao? Em à, dù gì coi nhau như là bạn cũng được mà. Là bạn sao? Bà có vui khi làm cho công ty tôi không ký được hợp đồng nhập khẩu xe với nhà sản xuất? Bạn có vui khi làm cho khách hàng tôi bỏ công ty giờ? Ngày mai em tới công ty đi. Khách hàng cũng đã ký hợp đồng, họ cũng đã đặt cọc rồi, cho nên phải có em ở đó để giải quyết đơn hàng với khách. Anh nói vậy là sao? Anh xin lỗi. Em à, dù như thế nào anh cũng sẽ ở sau lưng em mà. Alo. Alo, My. Em đây. Anh muốn gặp em. Nhưng anh biết em. Anh muốn gặp em. Con uống nhiều đường hay ít đường? Cho cháu ít đường thôi.
Con uống thử xem coi có vừa không. Chú cứ để cháu tự nhiên. Lâm à, con muốn hỏi ta điều gì? Chú là ai? Ta là ba ruột của con. Cái gì? Đó là sự thật. Lâm à, ba là ba của con. Tại sao? Từ hồi nào tới bây giờ, cháu chưa bao giờ nhìn thấy chú. Từ hồi nhỏ, cháu với thằng Bi chỉ có một mình má hai thôi à. Vậy thì khi đó, chú... Khi đó, ba đang ở đâu? Tại sao suốt mấy chục năm qua, ba không xuất hiện? Tại sao ba không lo cho gia đình? Tại sao ba lại không nuôi dạy con? Có phải con muốn hỏi ba như vậy không? Lâm à, ba xin lỗi con. Ba xin lỗi mẹ đông của con. Cả má hai con nữa. Lúc đó ba đã ra đi là gì? Con mới chập chững biết đi, con không biết gì đâu. Nhưng mà ba xin lỗi vì đã không bên cạnh con. Ba dây dứt điều này suốt từ đó tới giờ. Chú làm ơn nói rõ hơn cho cháu hiểu được không? Nếu như chú là ba của cháu, vậy thì tại sao trong suốt gần ấy năm chú lại bỏ rơi mẹ con cháu? Những lúc mẹ cháu bệnh, tại sao chú không có mặt? Mà chú đã làm điều gì khiến cho má hai của cháu lại đau khổ đến như vậy? Lâm, năm chục. Nếu kể ra chuyện này thì dông dài lắm. Ba còn nhớ lúc đó nhà mình nghèo quá, có khi nửa năm không có miếng thịt để ăn nữa. Ba lại là đàn ông trong gia đình, ba không đành lòng nhìn người thân của mình cực khổ thiếu thốn. Con thì đang thiếu sữa, khóc hoài. Ba thực sự chịu không nổi, cho nên ba đã quyết định đi làm ăn xa một thời gian để mong là gia đình mình sẽ bớt khổ. Ai dè, ai dè cuộc đời đẩy đưa, ba bị thất lạc gia đình mình. Đến khi ba trở về thì gia đình mình đã dọn đi nơi khác, không để lại địa chỉ. Ba đã tìm kiếm khắp nơi mà không được. Cho đến bây giờ, ông trời đã rung rủi cho ba được gặp con. Lắm, ba đã tìm được gia đình của mình. Ba thật sự mừng lắm con à. Gia đình à? Chú tưởng để có được gia đình là dễ dàng lắm hay sao? Lúc chú không cần thì chú bỏ đi, lúc chú cần thì chú quay về, rồi chú mong mọi người giang tay chào đón chú à. Chú hãy tự nghĩ và trả lời cho cháu hiểu, tại sao má hai của cháu lại ghét chú như vậy và không muốn cháu liên hệ gì với chú? Ba cũng không biết nói sao cho con hiểu nữa. Ngày đó, lúc ba xin phép má hai con cho ba đi làm ăn xa, má hai con không đồng ý. Ba thì không đành lòng nhìn vợ con của mình cực khổ như vậy, cho nên ba đã tự ý ra đi. Má hai của con thì cho là ba đã phụ bạc, ruồng rẫy mẹ con. Ba giải thích kiểu gì, má hai con cũng không chịu. Ba cũng không hiểu sao má hai con lại định kiến với ba như vậy. Lâm à, con hãy tin ở ba nghe. Bởi những chuyện như thế này không ai can đảm nói dối được đâu con.
cháu vẫn chưa cảm thấy, cháu chưa cảm nhận được chú là ba của cháu. Kỳ lắm. Cháu xin lỗi. Lâm. Cho hỏi phòng 6 xe ba gác ở đâu vậy? À, phòng này nè chị. Cảm ơn nha. 6 6 ơi 6, có nhà không 6? 6 ơi. Gì đây? Nay không chạy xe hả? Qua hỏi thăm vậy thôi. Không có. Vô đi. Con gái chạy được không? Thì cũng chết đói rồi bà ơi. Không có tiền nè. Sao tính qua cứu trợ hả? Trời đất ơi. Bà làm như tao qua hậu thân thiện thì dư tiền cứu trợ. Mắc ối. Rồi qua đây làm gì? Bà kiếm gì ạ? Kiếm ghế mà không? Thôi khỏi kiếm, không có đâu. Rồi bẹp dưới đất đi. Trời ơi, sàn dơ thí mồ. Trời, bà làm như bà công tầng công nữ gì đó. Quen ngồi ngay, ngồi ngựa thì sao mà sợ dơ. Ngồi đại đi bơ. Thì gì vậy? Ghê không? Trời ơi, cái dáng ngồi y như mấy bà ngoại bà nội vậy đó, ngồi chơi đất. Người ta người giàu ha, người ta chảnh thấy còn khó chịu rồi đó, bà nghèo bà chảnh là xài không được rồi, bà nghe chưa? Bữa nay mày làm gì á? Mày bị hạ tắc thượng cái gì mà tao qua mày móc họng mày chửi tao hoài vậy? Tôi bị bí tắc toàn thân luôn nè, cũng tại bà đó mà tôi chưa yên thân yên phận á. Chào cô. Anh cảm ơn em. Vì chuyện gì em hả? Về tất cả. Tại vì hôm nay anh vẫn gặp em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Và anh hiểu ra rằng những chuyện hôm nay em phải gánh chịu là vì anh. Anh nói là anh thương em, nhưng mà những hợp đồng mà anh mang về cho em giống như là một sự trao đổi thôi. Cho nên việc em đi với cậu trai trẻ đó là vì em thất vọng về anh. Anh xin lỗi em. Anh không ghê sợ một người đàn bà chung chả chán chê như em sao? Em à, anh cũng đâu có chung thủy hay là chung tình gì đâu. Mà anh có quyền phán xét em như vậy. Anh chỉ biết rằng anh rất thương em. Em biết không, trải qua bao nhiêu mối tình đều là những sự sai lầm. Cho tới bây giờ anh mới nhận ra em là người hợp với anh nhất. Em đồng cảm với anh trong từng suy nghĩ, trong công việc. Anh thật sự cảm thấy rất tiếc khi hai đứa không gặp nhau sớm hơn,
khi mình còn chưa ràng buộc bởi những mối quan hệ hôn nhân hợp pháp đó. Em, thật sự bây giờ anh không biết phải làm thế nào cho đúng. Nhưng chí ít anh không muốn làm em buồn thêm nữa. Rồi sao? Nghe nói mấy bữa nay bà kết hợp với lại bà Năm Thọ, nghe nói là hả, nhuyễn lắm đúng không? Đúng không? Bây giờ kết bè kết phái dữ dội lắm mà. Qua đây kiếm tôi làm gì? Ờ, kiếm mẹ chơi 50 được không? Ôi, rảnh quá, chơi 50. Nghe nói nó giao cho bà đi gom hụi xuống thân, đếm tiền mỗi tay luôn mà. Ê, không móc họng nữa nha. Ủa, chứ không phải là bà hứa cho mẹ con bà vốn để làm ăn, rồi hả, coi cho thêm mấy dây hụi thì sao? Nó cái giọng người tức ói máu vậy. Ồ, đi đâu vậy? Thôi, ngồi đây, ngồi đây. Vẫn chơi một chút thôi mà. Ngồi xuống đây nói chuyện coi. Ủa, có chuyện gì không anh? Ủa, chuyện gì là sao? Ông Sang ông nói cô dọn nhà trả lại cho tôi hồi tuần trước, mà sao giờ còn nguyên xí vậy? Anh nói làm sao? Ông Sang làm vậy thiệt hả? Tôi không cần biết ông Sang ông nói gì với cô, nhưng mà ông đã thanh lý hợp đồng rồi, có nghĩa là ông không có tiếp tục trả tiền nhà nữa. Nhưng mà nhà này tôi đang còn ở mà. Tôi với con ổng còn ở đây mà. Cô còn ở thì phải báo tôi biết một tiếng, để còn làm lại hợp đồng rồi đặt cọc 3 tháng nữa chứ. Đâu có ở khơi khơi vậy được. Anh thông cảm giùm tôi đi. Tôi có thai, sắp tới ngày sanh rồi. Tôi cũng không có tiền để dành nữa. Hay là anh cho tôi ở tháng nào tôi sẽ đóng tháng đó nha. Không được đâu. Tôi nói cho cô biết cái luật thuê nhà vậy thôi. Chứ ông Sang ông trả nhà là tôi nhận cho người khác thuê lại rồi. Cô dọn sớm đi cho tôi nghe. Cái gì? Tôi dọn liền bây giờ hả? Trời ơi, rồi tôi biết đi đâu bây giờ? À, cái đó là chuyện của cô. Ngày mốt á, người ta tới người ta nhận nhà rồi, cô phải dọn trả lại nguyên trạng cũ cho tôi, để tôi còn dọn dẹp giao cho người ta nữa chứ. Nhưng mà tôi đến á, là tôi báo cho cô biết vậy thôi. Chứ còn chuyện của cô á, cô tự giải quyết đi. Mai tôi ghé tôi lấy nhà. Nè anh. Trời ơi. Giờ chị nói tôi nghe coi, mấy đứa nhỏ sao rồi? Có chịu đi kiếm việc làm chưa? Hay tối ngày cứ nhõng nhõng bám theo mẹ Năm đó? Thôi mày đừng nhắc con Năm mập đó, tao còn nổi điên hơn nữa. Chuyện là như vậy nè, bây giờ qua định nhờ mày kiếm cái gì cho tụi nó làm coi. Chứ tụi nó ăn nó không vậy á, mấy má con của tao sắp ra đường ở rồi. Sao nghe nói là tụi nó phụ bán cà phê gì mà? Đúng là có phụ bán quán cà phê trước đó, nhưng mà cái điều á, lương chủ quán nó ít lắm. Tại vì chủ quán bắt tụi nó phải quần áo mới rồi son phấn để đẹp mặt cho quán, nên tụi nó không đủ tiền, tụi nó mới nghỉ đi qua quán khác. Ai về quán khác tụi nó kể khách âm binh rồi chớn hột vịt lộn được không à. Sợ mó tùm lum nó ghét nó cũng nghỉ luôn. Thằng Hai nó không gửi tiền về sao? Nó nói dạo này làm ăn khó khăn quá, với lại trước giờ nó cũng lo cho mấy mẹ con tao rồi, giờ cho nó thở một chút. Trời, bây giờ bà mới để cho nó thở chứ nó còn cái xác không quá. Hồi trước tao đã nói rồi. Mày làm gì mày chửi tao tới tấp vậy?
Tháng rồi chưa có đóng tiền nhà nữa. Tôi cũng có đưa tiền cho mấy đứa nhỏ nó cầm về rồi, để đóng tiền nhà rồi. Rồi không lẽ ba má con bà cứ nằm nhà chờ thời hả? Thì đúng ra tao định quánh vài ván, gỡ gạt kiếm thêm chút đỉnh cho tụi nó chợ búa mà ai về thua hết trơn rồi. Trời đất quỷ thần ơi, bà nghĩ sao vậy bà Tư hả? Bà nghĩ sao bà ném tiền vô sòng bài vậy? Trời ơi, bà thì bây giờ bà hết thuốc chữa rồi đó bà Tư. Trời ơi, thì chị đâu có mê quýnh bài gì đâu. Thực sự chị lo cho mấy đứa nhỏ mà ai vậy không gỡ gạt được, còn thiếu nợ thêm. Bà có thấy ai mà đi quýnh bài mà làm giàu không hả? Sao bà cứ nhào đầu vô chỗ đó hoài vậy? Trời biết rồi, làm gì mày chửi tao hoài vậy? Bây giờ bà tính sao? Thì biết sao bây giờ. Giờ chỉ qua coi cậu có cách nào chỉ cho hai đứa nhỏ chứ tôi biết sao nữa. Bữa tôi nói với tụi nó rồi, nó mới về nói với chị sao? Nói gì? Nói cái chuyện gì? Chuyện bán buôn gì hả? Chứ còn gì nữa? Mẹ con chị từ đó giờ có làm gì đâu. Giờ không có nghề ngỗng gì hết, không buôn bán chứ làm gì. Nhưng mà bây giờ một cắt lận lưng cũng không có, rồi thì biết làm gì đi bán gì rồi ở đâu. Chưa gì đã dở cái giọng làm biếng ra rồi à. Xưa giờ mấy mẹ con bà có làm gì đâu mà nói. Tôi nói vậy đó. Làm thì không làm thôi. Trời đất ơi, đã không có làm cái gì ra tiền mà cứ thích ở không ăn, chắc bà nội người ta. Trời ơi, làm gì mày chửi tao hoài vậy? Chứ không phải sao? Bây giờ vậy đi, để tôi kêu bà Hai chỉ đường dẫn lối rồi cho mẹ con bà rồi đi lấy hàng lấy họ làm sao. Mới đầu á thì bây giờ á mình cứ ra chợ đi, mình coi cái sạp nào á nó cần thuê mình thuê lại mình bán đó, từ từ có tiền thì mình sang lại luôn. Trời ơi, người ta buôn bán, thiên hạ người ta buôn bán, ta còn nuôi được hả con cái học đại học. Trời ơi, còn nuôi luôn á người bệnh ở trong bệnh viện. Không, con bà đi làm kiếm đi ăn không, không lẽ không được. Vậy mày kêu tao với thằng Thí với Nga giác cái mặt ra chợ ngồi bán rau hả? Ủa sao mặt người ta làm sao, mặt bà làm sao mà bà không buôn bán được đó. Giờ tôi nói vậy đó, không chịu thôi. Dạ, xin giới thiệu với thí chủ, đây là các bé nhỏ nhất ở trong chùa. Dạ, dạ. Cho con qua, con xin phát quà cho mấy bé. Dạ. Sư cô cho con cúng dường chùa để chùa lấy số tiền này lo cho mấy bé. Con gửi 500 triệu. Dạ, xin thay mặt nhà chùa, thay mặt các cháu xin cảm ơn lòng hảo tâm của thí chủ. Dạ. Bán thì bán, nhưng mà bán đâu, bán cái gì? Thôi cứ về bàn kỹ đi. Đó, rồi coi tính coi buôn bán làm sao, bán cái gì. Đó, rồi ra ngoài chợ á, rồi có cái sạp nào á ta cần sang lại á, hoặc là trong cho mướn lại á thì mướn đi. Có gì báo cho tôi biết rồi tôi tính. Nha, giờ tôi nói trước rồi đó. Bây giờ là coi như là tôi là một cái cách viện trợ không hoàn trả đó. Đó, coi như là tôi cho cái cần câu, rồi lấy cái cần câu đó mà câu cá, chứ không phải tôi cho con cá để mà gặm mà khơi khơi đâu à. Biết rồi, coi như là cậu giúp vốn cho cháu làm ăn nghe chưa. Nhưng đây là bước đường cùng đó nha. Mẹ con bà liệu mà tính đi, mà làm sao mà hết vốn thì đi chết đi, đừng kiếm tôi nữa.
Ôi biết rồi, khổ quá nói hoài à. Tôi biết rồi, người ta là khẩu xà tâm Phật. Ai với cậu miệng cậu ác với cái bụng à, cái miệng cậu ác như con cá thác lát, chứ mà cái bụng cậu hiền như mấy đồng tiền. Ai nói bà đồng tiền nó hiền? Trời đất ơi hả, cũng từ xương máu của người ta ra đó, ở đó mà hiền. Đó, cứ làm biến đi, ăn ở thất đức đi. Một cắt cũng không có mà ăn á. Biết rồi, khổ quá nói hoài à. Rồi về suy nghĩ kỹ kỹ nha. Ừ, biết rồi, vậy chị về nha. Ừ. Cảm ơn nha. Đồng tiền mà cho bà con ruột thịt, sao thấy khó khăn bực bội sao? Sao đem cho gái nghe nhẹ tên? Bởi vì đàn ông ai mà không dạy gái, khôn dạy gái hiền, cái ngoan còn ngu dạy gái hư vậy thôi. Dạ mời bà chủ vô nhà chơi. Trời ơi thiệt tình đó nghe. Dạ mời bà chủ ngồi. Bà chủ tới thăm thiệt bất ngờ quá. Tôi đâu có ngờ bà chủ ghé thăm về đâu. Bữa nay con mía của tôi á, nó cũng thấy khó ở trong người sao đó, nó cũng ở nhà. Lát nữa có gì thì hai chị em gặp nhau. Chà, trời ơi, hết trà rồi. Bà chủ chờ chút xíu tôi pha mình trà mới mời bà chủ nghe. Mía ơi, mía, con khách quý tới thăm này con. Dạ dạ, con ra liền tía ơi. Dạ, 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 chào cô là... Chào chị, tôi là người quen của bác ba. Dạ, dạ, mời chị ngồi, dạ, ngồi đi chị. Hôm trước bác ba về đây, dạ. Tôi đưa bác về cho nên biết nhà, hôm nay ghé qua thăm bác. Trời ơi, cô biết không, không biết trái gió trở trời sao tôi thấy mệt trong người. Rồi hôm nay mới ở nhà nè, chứ mỗi khi giờ này là ở ngoài chợ. Sao gặp được chị hen. Bác ba thương chị lắm. Mấy năm trước bác cứ canh cánh đi tìm chị, cũng may được gặp lại chị. Hôm nay nhìn bác vui vẻ tôi cũng mừng lắm. Trời ơi, cô biết không, nhỏ lớn giờ á tôi cứ tưởng là tôi mồ côi không à, có biết mặt cha mẹ của mình là ai đâu. Chắc ăn ở trời thương, tôi gặp được tía tôi mừng hết cỡ luôn vậy đó cô. Dạ, dạ cô quen biết làm sao với tía tôi vậy? Dạ. Mời cô chủ. Dạ dạ tí để con tí. Dạ để tí để con rót nước. Dạ dạ mời cô. Dạ tí. Cô đây á là bà chủ của tí á. Hồi đó là tí làm ở nhà của cô nè. Chụp phụ của tí hả? Sao vậy? Tí con à, con đưa mắt nồi canh đó dưới bếp á. Tí xuống tí coi giùm con, để nồi canh nó sôi trào á tí. Nồi canh dưới hả? Dạ. Thôi bà chủ ngồi cho nói chuyện đó nghe. Dạ bác. Để tí coi. Vậy cô là vợ của thằng Sang? Chị biết chồng tôi sao? Chồng của cô tên là Sang. Cô với thằng Sang lấy nhau 21 năm trời, rồi dắt díu nhau bỏ xứ Cần Thơ lên đây đúng không? Sao chị lại biết? Cô chưa bao giờ biết tụi tôi sao? Vậy có bao giờ cô nghe tới tên Đông chưa? Dạ chưa. Đông là ai ạ? Vậy ngày xưa cô lấy thằng Sang, cô có biết là thằng Sang có vợ hay là chưa? Hóa ra chị là... Tôi là chị của con Đông. Con Đông là vợ của thằng Sang ngày xưa. Hiện giờ con Đông đang ở với tôi. Đúng là trái đất tròn thiệt mà. Thank you.
Bây giờ gặp cô ở đây, tôi chỉ muốn biết rõ một điều. Ngày xưa cô hay là thằng Sang mướn người đánh đập con Đông? Sao lại đánh đập cô Đông? Chính cái người mà đánh cô Đông rất xỉu, nó tưởng là con Đông chết rồi, nó sợ là con Đông quay lại báo quán nó. Nó đã khai ra tất cả, có người mướn nó giết chết con Đông để thằng Sang đi lấy vợ. Trời đất, tôi thật sự không biết chuyện này. Vậy thì ai, ai là người mướn người giết em tôi? May ra con Đông nó không chết, nhưng mà suốt 20 mấy năm trời nay nó đã trở thành người điên điên dại dại. Cuộc sống của nó là trong bệnh viện tâm thần, cô có biết không? Trời đất ơi, thật vậy sao chị? Cũng nhờ có ơn của trời, con Đông nó đã tỉnh lại và nó quay trở về nhà. Tôi hứa với lòng, tôi thề với bản thân mình, tôi sẽ phải tìm ra cho được người nào đã giết con Đông. Nhưng mà trời ơi, lúc mà tôi tìm tới được thằng Sang, tôi không biết là tôi phải làm gì. Tôi không biết là tôi phải làm gì, cô biết không? Thằng Sang đó là cha của thằng Lâm. Thằng Lâm là con của tôi. Rồi con của tôi nó như thế nào hả cô? Nó làm sao khi biết được cha của nó là một người giết vợ từ con? Thằng bé nó vẫn còn sống sao chị? Tại sao cô độc ác quá vậy? Sao cô có thể nghĩ và nói ra được những điều đó? Không lẽ chị em tôi không nuôi sống được thằng Lâm khi mà thằng Sang như vậy hay sao? Dạ, bây giờ thằng bé nó đang ở đâu hả chị? Khi đó ba đang ở đâu? Tại sao suốt mấy chục năm qua ba không xuất hiện? Tại sao ba không lo cho gia đình? Tại sao ba lại không nuôi dạy con? Có phải con muốn hỏi ba như vậy không? Dạ ơn trời, nó vẫn khôn lớn, nó vẫn học hành và thành tài. Mặc dù không có cha của nó ở bên cạnh. Chị, thật lòng là tôi không biết mọi chuyện nó đã xảy ra như vậy. Trước đây tôi chỉ nhờ anh Sang đứng lãnh trách nhiệm là người yêu của tôi, để ba má tôi không đánh đuổi tôi vì cái tội mang chữ quan. Nhưng cuối cùng ông bà vẫn đuổi tôi ra khỏi nhà với một điều kiện là anh Sang phải chăm sóc lo lắng cho tôi thật chu đáo với một số tiền rất lớn. Vậy ông bà cứ nghĩ anh Sang là tác giả của cái bào thai mà tôi đang mang trong người. Ra là vậy. Ra là cũng vì đồng tiền của cô mà thằng Sang nó phải bỏ đứa con còn đập cửa ở trên tay, rồi nhận đứa trẻ khác làm con. Cũng vì đồng tiền của cô mà nó mướn người giết con Đông. Cũng vì đồng tiền của cô mà nó nỡ đối xử với chị em tôi như vậy. Cô có biết, chính chị em tôi là người đã cu mang đùm bọc cho nó ăn học không? Cô có thấy đồng tiền của cô quá độc ác không hả cô? Tôi xin lỗi chị, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi cũng đang gánh hậu quả mà tôi đã làm đấy. Cô đi về đi. Cô mà có trả giá ba kiếp cũng không hết tội đâu. Cô đừng bao giờ tới đây nữa. Tôi hận thằng Sang chính thì hận cô mười, cô có biết không? Chị à,
Thật lòng là tôi đã không biết mọi chuyện nó đã xảy ra đến như vậy. Tôi biết tôi là người mang danh cướp chồng của người khác, còn anh Sang là người tham vàng bỏ ngải. Bản thân tôi cũng không phải thuộc dạng tử tế gì, nhưng ông trời cũng đã sắp đặt hai kẻ không đáng làm người sống chung với nhau. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nhưng thật lòng tôi không nghĩ mọi chuyện nó xảy ra đến nông nỗi này. Cũng đã hơn 20 năm trôi qua, đây là lúc tôi cũng phải trả giá những tội lỗi năm xưa mà mình đã gây. Chị và cô Đông cũng không cần phải bận tâm, ông trời có mắt, ác giả ác báo mà. Rồi đây không phải chỉ có một mình tôi phải trả món nợ này. Tôi xin phép chị. Chị cũng cho tôi gửi lời tới cô Đồng là tôi thật lòng xin lỗi cô. Chào chị. Trời ơi, nếu như chú là ba của cháu, vậy thì tại sao trong suốt gần ấy năm chú lại bỏ rơi mẹ con cháu? Những lúc mẹ cháu bệnh, tại sao chú không có mặt? Mà chú đã làm điều gì khiến cho má hai của cháu lại đau khổ đến như vậy? Nhỏ này, làm hết hồn à? Làm gì giật mình vậy? Ôi, khóc luôn. Ôi khóc luôn. À, đừng có nói rồi thất tình rồi ra đây rồi khóc mình nha. Tôi làm gì có tình mà thất. Xạo ghê, mặt đẹp trai sáng sủa vậy, chắc thiếu gì con gái theo. Ôi làm bị đặt nói vậy không biết bắt cỡ gì trơn. À. Mà con ngồi xích ra tôi coi làm gì. Vừa vô phải phải thôi nha. Bộ cái mặt của tôi trơ trẽn lắm hả? Mà không biết mắc cỡ. Ừ, chơi chẽn thì cô không phải chơi chẽn, nhưng mặt đơ đơ á biết không? Đơ đơ thì kệ tôi. Mà đi tần tần mua có mấy gói mì vậy thôi hả? Sao không mua nguyên thùng cho nó rẻ, đỡ phải mất công đi mua lẻ không? Tiền đâu mà mua nguyên thùng? Ủa, chứ không phải làm chỗ đó, người ta cho tiền nhiều lắm mà. Anh bị hùng hả? Đi làm chứ không phải làm gái, làm gì có nhiều tiền. Với lại tôi nghĩ cái chỗ đó rồi, không có hợp. Khách cứ đi theo vụ vụ hoài à. Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ sa ngã. Mà nhìn cái điệu bộ của cô, chắc cũng dễ sa ngã lắm. Ê, nói chuyện đàng hoàng nha. Thợ nè, thử đi, thử so tôi đi, cô tôi ngã. Nè, cô xê ra coi. Ai mà thèm xô cô chứ. Cái gì vậy? Là anh làm gì mà anh sợ tôi vậy? Bộ tôi xấu lắm hả? Cô không có xấu lắm. Cô xấu vừa thôi à. Trời đất ơi, từ nhỏ lớn ai nói anh vô duyên không? Anh có biết hả? Kẻ thù lớn nhất của người con gái là dám chê cái người con gái đó xấu không hả? Kẻ thù trốn đây. Đúng là cái đồ sâu chổi hắc ám hiểu không? Đâu cũng gặp. Cô leo lên xe tôi làm gì vậy? Cho quá giang về. Nhưng mà tôi đâu có mang nó bảo hiểm đâu mà cho cô quá giang. Lỡ như đi đường công an họ thấy tôi họ phạt thì sao? Trời anh này thiệt, anh khờ quá à. Anh yên tâm đi, công an mà có bắt tôi á, tôi sẽ xuống tôi khóc. Là công an cho tôi đi à, dễ lắm. Một cái con người mà lúc nào cũng phân phớn như cô, làm như dễ khóc luôn bạn. Chứ anh làm giống như anh ít khóc, anh khó khóc lắm vậy. Hồi nãy ai mới khóc á? Mà nói nghe là sao khóc vậy? Kể nghe ơi. Cô cũng quỷ lắm á nha. Quỷ gì?
nói chuyện với anh hả? Tôi thấy hợp ghê á, anh không thấy vậy hả? Tôi thấy anh nói chuyện với nhau rất là hợp, hợp lắm luôn á. Hay mình kết bạn đi, mai mốt mà anh có chuyện gì buồn anh chia sẻ với tôi sẽ chia sẻ nỗi đau với anh rồi anh sẽ hết buồn ha. Thôi tôi cảm ơn. Giờ cô có leo xuống không? Té không leo xuống, ngã té sao? Mệt cậu quá nha. Ê, cháu quá dán về thiệt mà. Lạy trời Phật, xin hãy mở lòng từ bi, xin hãy giúp chỉ cho con đi con đường sáng. Chỉ vì sự ngu dại của tuổi trẻ, con đã cướp đi hạnh phúc của người khác. Con đã phá nát một gia đình, còn gây ra bao nhiêu nghiệp chướng. Con đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Làm sao con được bình an trong những tháng ngày còn lại? Con biết phải làm sao đây? Trời Phật ơi! Ăn đi, để cho tụi nó ăn nữa chứ. Dạ. Bi, con nghe ông ngoại nói gì không? Con ăn đi, còn học bài nữa. Ngồi đó cứ dòm dòm hoài à. Hai à, hai thấy trong người hai thì sao? Có cần đi mua thuốc cho hai uống không? Thuốc men gì? Trời mưa trời gió như vậy nè, Lâm chưa thấy về nữa à. Hai ơi là hai. Trời ơi, thằng Lâm nó lớn rồi, nó trưởng thành rồi. Nó đi ra đời có công ăn việc làm rồi. Thôi đâu mà đi lo nó như lâu nít vậy không biết. Nó lúc nào cũng là con nít đối với hai hết đó. Trời, hình như Lâm về kìa hai. Lâm hả con? Về rồi hả? Vô ăn cơm luôn con ơi. Thằng này nhắc là nó về liền ha. Lâm nó về rồi, ăn cơm ăn cơm. Đông đủ về ăn mới vui, tía ăn tía. Để ăn trứng nha. Con ngoại cũng mới về. Ăn cơm con. Ăn cơm con, lấy cái ghế ngồi ăn cơm luôn. Đông, bới cơm cho thằng Lâm em. Con thương má hai, con thương mẹ Đông nhiều lắm. Thôi nha, con trai mà bộc lộ tình cảm quỷ mị quá. Mà chừng ta nói con là bóng đó. Ông ngoại nói gì kỳ vậy? Bóng sao được mà bóng? Con mẹ gái thấy mồ luôn. Mẹ gái. Cái này với cái này đó ha. Dạ thường lắm à. Em, anh xin lỗi vì hồi trưa không dặn cơm với em. Anh sẽ làm gì với cô Đông và thằng Lâm đây? Sao em biết? Đáng lý ra là em biết từ ngày đó để không làm tới rồi. Tội anh gây ra với mẹ con cô Đông không phải chỉ một mình anh gánh. Cả bản thân em cũng phải gánh chịu. Nên anh suy nghĩ làm cách gì đi. Cách nào cũng được. Em sẵn sàng bù đắp cho mẹ con cổ. Thật tình là anh cũng chưa biết tính sao nữa. Nhưng mà bà chị hai của cổ á, thì cương quyết không chịu nhận đền bù. Bà chỉ muốn anh bị trời trừng phạt mà thôi. Nhưng mà gì thì gì, trước khi chết thôi, anh phải lôi đầu thằng Lâm về đây ở chung với anh. Vì nó chính là con của anh. Anh cũng còn một đứa con nữa sắp chào đời mà. Thì đó chỉ là chuyện thường tình của đàn ông thôi. Chứ thiệt tình anh đâu có muốn đâu. Anh chỉ có mỗi mình thằng Lâm là con trai anh thôi.
Về trước đây. Anh có muốn có thằng Lâm hay không? Chiều này á, tía đứng ngoài tía cũng có nghe loáng thoáng, tía thì không biết chuyện gì, nhưng thấy con bức bối như vậy á thì tía nghĩ chuyện nó cũng quan trọng lắm. Thôi con à, chuyện gì mình bỏ được á thì mình bỏ đi, người nào làm ác thì họ sẽ gặp ác thôi. Tía có biết á là chị em con với mấy đứa nhỏ sống lay lất khổ sở bao nhiêu năm trời. Là vì ai không hả tía? Là vì thằng khốn nạn đó. Bây giờ tía biểu con phải làm sao hả tía? Nếu như mà con Nông nó không bị điên mấy chục năm trời, rồi thằng Lâm nó có một người cha đàng hoàng á thì... Con không thể lấy một giả thuyết khác mà thay đổi câu chuyện trong quá khứ được. Chuyện gì nó qua rồi thì cũng không thể thay đổi được con à. Tôi nghĩ có lẽ do kiếp trước của mình tạo nghiệp, mình làm cái việc gì đó nó không được tốt, cho nên kiếp này mình phải trả vậy thôi. Còn người nào bây giờ đang tạo nghiệp, tạo cái điều xấu xa cho mình thì họ có phải gánh chịu lấy cái hậu vận của họ à con à. Chuyện gì cứ buông bỏ được thì cứ buông bỏ thôi con à, để cho lòng mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Ôm mãi oán hận, oán thù chỉ làm mình đau khổ thêm thôi con. Tía nói vậy cũng đúng. Con hiểu hết tía à. Nhưng mà không lẽ con cứ phải chịu đựng, rồi để cho thiên hạ leo lên đầu lên cổ con, họ muốn làm gì thì họ làm, rồi con lại phải chịu đựng, rồi tha thứ hả tía? Thời buổi bây giờ không có giống như hồi xưa nữa đâu tía. Người nghèo á, họ bị kẹo đầu cởi cổ, thắt cổ bẻ họng, họ cũng biết đứng lên để mà phản kháng, giành lại cái quyền công bằng của họ, giành lại cái sự bất công của họ. Tía, bây giờ họ không có chịu á mà hèn dại rồi nghèo ngu như hồi xưa nữa đâu tía ơi. Nhưng con cũng thấy đó, càng dễ dùng chống trả thì cũng có vượt qua được cái kiếp nạn đâu. Thì cái số á, nghèo thì cũng càng nghèo, khổ rồi lại càng khổ, làm loạn lên. Đôi khi cũng đã nưa được đôi chút rồi, mọi chuyện đâu lại vào đó. Chẳng thà cứ buông bỏ, tu tâm tích đức, để cho lòng mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, rồi hy vọng một ngày nào đó cái tương lai, cái hậu vận mình nó sẽ tươi sáng hơn, nó tốt đẹp hơn, nó thanh thản hơn con. Tía, tía nói chuyện y chang như mấy ông già xưa vậy đó. À, hiền á thì thiệt là hiền, mà lành á thiệt là lành. Suốt đời á cổ hủ, lạc hậu, nghèo hơn ta không à. Tía không có lạc hậu đâu con à. Tía cũng đã từng là thầy giáo tiểu học mà, bởi chiến tranh loạn lạc rồi đi tìm vợ kiếm con, cho nên tía mới như vậy đó chứ. Tía có thấy á là mình tự mâu thuẫn lấy mình không? Khi đặt ra một cái giả thuyết trong quá khứ mà không thể thay đổi được. Không biết sao cho tía bây giờ thì tía thấy yên phận rồi, tía vui rồi, tìm lại được đứa con gái thương yêu của mình. Bây giờ tía ung dung tự tại, tía chờ thần chết tới rước thôi, chẳng phải suy nghĩ lo âu gì nữa. Tía, sao tía nói chuyện chết chóc ở đây? Con mới gặp tía được có mấy ngày à, chưa có vui mừng hết, giờ tía nói tới chuyện chết chóc rồi. Tía phải sống lâu lâu lâu, thiệt là lâu, để cho con phụng dưỡng tía nữa chứ. Thôi được rồi,
Ý sẽ nghe lời con. Ha, còn bây giờ khuya rồi, con vô nghỉ sớm đi. Tí ơi, con không biết nữa. Giờ con phải nói với Lâm sao tía? Những chuyện gì con làm á thì con đã làm rồi. Theo tía nghĩ bây giờ cứ để mọi chuyện xảy ra tự nhiên con á. Hãy tin vào luật nhân quả đi. Còn con á, mà giữ gìn sức khỏe của con đó. Con còn trách nhiệm lo cho tụi nhỏ nữa đó nghe. Mới là xét nghiệm đợt 1 rồi đúng không? Mình còn đợt 2 nữa mới biết kết quả chắc chắn mà. Dù sao á thì tụi mình cũng qua được 6 tháng. Hy vọng là lần này thoát chết thiệt. Nè, bộ mày không thấy vui hả? Thôi mày ơi, bây giờ nó lo quá rồi, nó đâu còn cảm xúc gì nữa đâu. Nó còn biết chờ chăn mây nướng gì nữa đâu. Đi. Kiệt, đi đâu đây? Kiệt, cái gì vậy? Tôi nè, sao vậy? Đi đâu đây? Tôi đi chích ngừa viêm gan simi B. Trời, đi chích làm gì đeo khẩu trang như bị sida trời. Sao biết? Tôi... chích đê, chích đê. Đê là gì? Chích đê là gì? Đúng rồi, tôi đi chích simi D. Simi D. Đi về trước à? Kiệt đó nha. Chơi với bạn bè mà cà chớn cà cháo. Lôi trôi. Tôi cũng vậy nè, sao không ghét tôi đi? Thì tại mấy người là học trò của tôi. Dù gì tôi nhìn mặt tôi cũng thấy thương, tôi thấy ngây thơ, được không? Nhìn lộn người rồi. Cái gì mà như con nít vậy hả? Nói chút xíu cái giận đá bây giờ. Tôi không phải con nít, tôi là người lớn với tất cả những tai nạn của nó. Tai nạn gì? Tôi vô đây để thử HIV, nghe rõ chưa? Tránh xa tôi ra đi. Đây. À. Hai, ăn miếng cam đi. Gì vậy? Nước không ông Sáu ơi. Trời ơi, ông lột cái trái cam gì mà bèm dẹp vậy? Nhìn còn thấy ghê, nuốt sao nổi mà kêu ăn. Thật thôi, từ đó giờ tôi chỉ biết bóp cam thôi, chứ đâu có biết lột đâu. Ăn đỡ đi. Cam đâu sẵn cho bóp vậy trời? Bóp trong mơ. Ông ấy giống quỷ ghê nha. Quỷ gì mà quỷ? Trời ơi, ai cũng vậy thôi. Tôi là tôi hiền lắm á, cho nên tôi mới giữ được cái tấm thân ngà ngọt tới giờ. Chứ thôi là banh xác từ lâu rồi á. Thôi vậy giữ mình đi, mà không đem đi đâu đi. Ở đây tôi không có cần ngọc ngà, tôi chỉ cần người phàm mắt thịt thôi là đủ lắm rồi. Hai cần phàm thì ở đây phàm phu tục tử là có sẵn luôn nè. Nè, bà ghét xích lô chứ bộ làm như là công tử thư sinh gì ở đó mà thanh với lịch. Tôi nói với ông á là người phàm mắt thịt. Chứ không phải là phàm phu tục tử. Còn ông mà dở cái thói phàm phu tục tử với tôi hả? Xin lỗi nha, tôi không có hiền đâu á. Hai à, sao hai khó quá à, thiệt á. Nói cái gì ra hai cũng không chịu hết trơn á. Trời ơi, tôi không biết làm sao mà tôi giết được người trong mộng này nữa thiệt. Sao? Gì? Quay qua đây. Làm gì? Tôi nè, đổ nè. Bỏ cam xuống, bóp. Nhất chỗ nào? Cái gì? Bóp vô cái tôi lạc á một cái tôi nhảy đành tôi chết liền tại chỗ. Thôi, thôi hai ơi. Trời ơi, ta bóp rồi để ta bóp để ta sung, ta sướng, ta vui. Tự nhiên bóp mà để chết bóp làm gì? Đâu? Ngài rảnh quá à. Giết người trong mộng được gì nữa. Mệt hai quá à. Nè, thôi ăn giùm tôi miếng cam này đi. Nè, ta nói không biết gọt cam á, thì ta xuống dưới người ta lấy con dao. Người ta lên ta gọt đàng hoàng sạch sẽ. Nhìn nó sạch sẽ, đẹp đẽ người ta còn ăn coi kìa trời ơi. Trời ơi, ôi không biết cái tay có sạch hôn nữa đây nè. Ơi sạch sao không sạch hai. Giờ tôi mà nói thiệt với hai là tôi làm cái gì cho hai ăn là tôi phải rửa tay sạch sẽ đàng hoàng vệ sinh lắm, hai đừng có lo. Ăn giùm tôi miếng đi. Thử coi. Không. Ngọt. Thank you.
lắm. Cho tới bây giờ ông trời cho ba gặp lại con, ba đã tìm được gia đình mình rồi, ba mừng lắm lắm à. Gia đình, chú tưởng để có được gia đình là dễ dàng lắm hay sao? Lúc chú không cần thì chú bỏ đi, lúc chú cần thì chú quay về, rồi chú mong mọi người giang tay chào đón chú. Đâu không? Ngọt ghê, ăn luôn mình đi. Thôi, nói vậy thôi chứ lột nãy giờ ăn nguyên miếng nè. Gì vậy? Ăn, nhìn nó ăn. Trời ơi, vụ này sao từ đó giờ tôi không biết sớm vậy ta? Vụ gì? Cái vụ mà lột cam cho hai ăn nè. Ăn sao? Ăn mà cái miệng chép chép chuyên nghiệp lưỡi thợ. Thấy thương ghê. Tao ăn mà vậy sao ăn được? Ăn mà làm như là nghề nghiệp với chuyên nghiệp. Ờ, ý tôi ra cái miệng hai đó. Trời ơi, ăn nhìn thấy thương lắm đó. Trời ơi, thấy thương. Ai? Ăn miếng nữa đi. Ừ, giỡn hoài vậy. Nói nghe nè. Sao, vụ gì? Cái vụ chị Tư ông đó với hai đứa nhỏ đó. Làm gì làm, lâu lâu cũng phải ngó chừng bả với hai đứa nhỏ nghe không? Gia đình của ông đó. À quên, nhắc tới bả mới nhớ. Nhớ gì? Tôi tính hỏi hai vụ này nè. Vụ gì? Là tôi tính là cho bà Tư với mấy đứa nhỏ đặng qua đây để cho hai chỉ dạy cho bả với mấy đứa nhỏ cái cách mà buôn bán. Bây giờ gia đình bả cùng đường rồi thì thôi qua đây hai chỉ dạy cho bả, để cho bả biết cái cách lao động với người ta nha. Được không hai? Tôi dễ rồi. Mà cái vấn đề bả với hai đứa nhỏ, tôi nói có chịu nghe không? Trời ơi, nghe xong nghe. Thì qua đây là bây giờ hai chỉ là chỉ bả là bây giờ cách đi lấy rau sao nha. Rồi về là buôn bán sao, vậy thôi, đơn giản quá mà. Cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Ừ. Ông cứ dẫn hai đứa nhỏ qua đây với tôi chỉ cho cách lấy hàng, bổ hàng, mối màng sao, cái là biết liền à. Ừ. Nhưng mà cái vấn đề là chỗ bả với mẹ Năm kìa. Trời ơi, thôi, cái vụ đó hai khỏi lo đi. Trời ơi, bà Tư bây giờ bà biết là bà Năm cả chớn rồi, bà không có chơi nữa. Nhưng mà hai lo gì, trời ơi, có tôi đây mà hai còn lo gì. Ông nói đây nghe, ông đảm bảo ha, cái kỳ này nghe, con mẹ Năm Thọ mà ra quậy tôi ngoài chợ nữa là tôi không có nể đâu à. Yên tâm đi, trời ơi, hai bây giờ hai ráng giúp tôi cái vụ đó thôi, chứ còn mấy đứa nhỏ giờ để nó nhà nó nhõng nhõng không, nó cũng đâu có làm gì đâu. Rồi vậy đi, cứ dẫn hai đứa nhỏ qua cho tôi. Này, ăn miếng nữa đi. Ừ. Lâm à, con hãy tin ở ba nha. Bởi những chuyện như thế này không ai can đảm nói dối được đâu con. Cháu vẫn chưa cảm thấy, cháu chưa cảm nhận được chú là ba của ta. Phiền lắm. Còn cái chuyện của Hùng Lâm á, giờ hai tính sao? Tính gì được mà tính. Hôm vừa rồi đó, thằng cha của nó ra tới chợ đó rồi. Tôi bán đó. Ra làm gì? Nói thẳng vô mặt tôi vậy nè. Bây giờ nó không có cần biết là tôi cho phép hay không cho phép cái chuyện nó nhận con hàng Lâm nhận cha nữa. Nó cứ nhận con á, tôi làm gì được nó. Trời đất ơi, nó mò ra tới chợ. Tôi ngang ngược vậy. Còn ăn nói ngang ngược vậy nữa. Ừ. Thì khốn nạn thì chứ. Ủa rồi, hai nói cho thằng Lâm biết chưa? Tôi đã nói với ông, giờ ruột gan tôi nó rối bời như cái mớ bồng bông vậy đó. Nói gì nói giờ. Từ bữa giờ á, thấy nó im re. Ừ. Không có hỏi han gì tới cái chuyện này á. Lo học lo làm. Ừ. Bụng dạ thấy yên lòng chút. Cầu trời khấn Phật làm sao cho nó quên luôn cái chuyện này. Đó ông coi. Rầu ghê vậy đó. Mà nó thiệt với Sáu nha. Lúc rài con Đông nó cũng khỏe rồi. Ừ. Nó cũng ra chợ nó phụ buôn bán với tôi rồi, cũng biết đường biết xá hết rồi. Ừ. Đó, tôi mà có mệnh hệ gì cũng yên tâm, mẹ con nó lo cho nhau được. Trời đất ơi, hai nói cái gì mà mệnh hệ nghe thấy ghê vậy, hai giống như chăn trối vậy. Trời ơi, hai đừng có nói vậy. Từ trước tới giờ là hai lo cho nó rồi, bây giờ hai còn phải lo lấy chồng để còn lo cho tôi nữa chứ.
Không, cam đi cho bác nói. Ôi ăn cam đi. Cam nha. Con thôi đi, ngày nào cũng uống rượu khang như vậy, ruột gan nào mà chịu cho nổi. Bộ con thương cái bà đó lắm hả? Cái gì? Thương. Chứ không sao mà thê thảm dữ vậy. Chắc bà không cho tiền con xài nữa chứ gì. Con tự kiếm tiền được mà. Hay để má mở lớp cho con dạy lại nha. Má. Cái gì? Con thương má nhiều lắm á má. Sau này má chỉ còn sống có một mình thôi. Con nói cái gì vậy? Từ ngày mai không có được uống nữa nghe chưa? Má không muốn nhìn thấy con sống như chết rồi. Chỉ vì thất tình một cái con mụ già cỡ bằng má con vậy đó. Thịnh à, con là đàn ông đó con biết không? À, trời trời ơi. Thịnh, Thịnh, Thịnh ơi, con sao vậy? Thịnh, có ai không? Cứu giùm cho con tôi ơi, má người ta, Thịnh ơi, má người ta, cứu giùm con tôi. Thưa chị. Dạ cô, tôi xin lỗi đã làm phiền cô lúc này. Nhưng bởi vì tôi rối quá, tôi không biết làm sao hết trơn nữa. Từ khi nó cắt liên lạc với cô tới giờ, nó như người mất hồn vậy đó. Nhậu say xỉn suốt ngày, tôi không biết phải làm sao hết. Cô, chị bình tĩnh lại đi. Bác sĩ, bác sĩ, tình hình của cậu Thịnh như thế nào rồi? Cậu ấy bị ngộ độc vì uống quá nhiều rượu. Tạm thời thì đã ổn, nhưng phải theo dõi một thời gian. Có điều là gia đình có biết cậu ấy bị nhiễm HIV không? Dạ biết à. Gia đình phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn, để tránh tình trạng cậu ấy bi quan hoặc làm những việc không hay. Dạ cảm ơn bác sĩ. Cô, bác sĩ mới vừa nói con tôi bị nhiễm cái gì? Dạ cậu ấy bị cái gì, nói cho tôi biết với. Nó bị cái gì? Dạ bị nhiễm HIV ạ. À. HIV? Có phải? Nè, chị à. Chị có sao không? Chị à. Ơi, tại sao nó lại bị như vậy chứ? Có phải là cô đã lấy cho nó đúng không? Không phải, mà là cậu ấy lấy cho tôi. Cô nói dối. Thằng con của tôi xưa giờ nó là đứa ngoan hiền. Từ khi có cô, nó mới biết tập tành ăn chơi xa đọa. Chính cô không chỉ làm hư nó, mà cô đã giết nó rồi, cô biết không? Ơi, Thành ơi. Cậu ấy nhiễm bệnh từ một cô gái điếm, rồi lại sang tôi.
Tôi và cậu ấy bây giờ đều giống nhau. Không việc gì tôi phải nói dối hết. Bây giờ tôi cũng chỉ sống và chờ đến ngày đó thôi. Chị nằm nghỉ ngơi đi. Con ơi, con. Nếu không có tiền của tôi, cậu đã không thể ăn chơi đến mức mang bệnh chết người. Nếu không có tiền của tôi, có lẽ cậu vẫn là một thầy giáo nghiệp dư, chăm chỉ và hiếu thuận. Rốt cuộc, kẻ gây ra tội lỗi vẫn là tôi. Rồi mẹ cậu sẽ mất đi đứa con duy nhất trong đời, cũng như con trai tôi sẽ không còn có mẹ nữa. Chị ơi, tỉnh dậy đi chị. Chị ơi, phải có người nhà mới làm thủ tục nhập viện luôn chị ơi. Cái người lúc nãy đưa trẻ vào đây đâu rồi? Cô ấy đưa vô tới phòng cấp cứu, cô ấy đi liền rồi. Cô ấy nói là chỉ là qua đường thôi. Chuyện gì vậy? Dạ, trẻ bất tỉnh rồi ạ. Thôi đẩy vô đi. Con, vô ăn cơm đi để nguội. Má, con... Vô ăn đi. Chuyện mấy đứa học trò để má sắp xếp cho. Nghe má, rồi con sẽ có lớp dạy mà. Vô đi. Bác sĩ nói với má đó là miễn sao con sống tốt, sinh hoạt điều độ thì cuộc sống của con sẽ kéo dài lâu hơn nữa. Có khi còn hơn cả chục năm á, mà con có thể lập gia đình rồi còn có con được nữa. Có con làm gì hả má? Không lẽ lại sinh ra thêm một thằng hư hỏng giống như con? Ủa, sao con không vô phòng cho học cho yên tĩnh? Mấy bạn con mới đưa mớ tài liệu nè, con đang sắp xếp lại cho gọn mới đem lên phòng. Con định học lại sao? Con làm vậy thôi. Có tương lai đâu học lại làm gì mẹ? Con đừng dội đầu hàng số phận. Phải đấu tranh đến giây phút cuối cùng chứ. Mẹ thì lúc nào cũng nói văn vẻ rồi kia rất là hay. Nhưng mà có bao giờ mẹ làm theo đúng những điều mẹ nói đâu. Mẹ xin lỗi. Mẹ không thể là tấm gương sáng để con soi theo. Nhưng con cũng nên nhớ điều này. Cuộc đời con là do con tự tạo, chứ không phải chỉ là kết quả phước phần cha mẹ để lại đâu. Bây giờ con mệt mỏi lắm, con không có đầu óc đâu mà tranh luận với mẹ nữa. Với con giờ là con buông xuôi hết, tới đâu hay tới đó. Gì vậy? Ủa, bà Hai đâu cô Đông? Chị Hai ở nhà. Chị gì vậy? Bà bảo bệnh hả? Không có, sáng nay chị nói chị mệt, thành ra em ra đây chợ em bán phụ chị nè. Ủa có chuyện gì hả? Ờ. Ê, có chuyện gì nhắn lại em đi, em nói lại chị cho. Không có gì, không có gì. Anh Sáu, chuyện gì vậy? Anh Sáu. Nè, lúc nãy cô Thư có gọi cho mẹ đó. Cậu cũng ai nói về chuyện của con. Hình như con nói cho cậu nghe hả? Cậu vẫn chưa tin lắm. Con nói đó, con nói hết để cho người ta xa lánh con. Con không muốn liên lụy tới ai hết á. Cuộc sống này nó không diễn theo những gì mình mong muốn đâu con à. Thôi, bỏ qua cái chuyện đó đi. Mà hôm nay mẹ không tới công ty, mẹ đi đâu vậy? Mẹ không muốn làm gì nữa hết á. Mẹ mong những ngày còn lại nó trôi qua thật nhanh thôi. Mẹ vừa an ủi con, mẹ vừa động viên con. Bây giờ mẹ nói như vậy, làm sao con có thể nghe lời mẹ được?
Con còn trẻ, con còn nhiều hy vọng. Còn mẹ, mẹ đã trải qua quá nhiều chuyện. Bây giờ thì mẹ thấy mẹ đang gánh hậu quả những điều mà mẹ làm sai trái, nên mẹ cam tâm chấp nhận gánh lấy hậu quả đó. Không có lý do gì để sống nữa. Trời ơi, ông Sáu, tôi đang lau nhà, đi về, đi vòng qua đường kia, đứt nhẹp về sao không nói. Ghét nhất là đang lau nhà, đi tới đi lui, biết sao cái nhà đó sạch mà nó khô nổi, nó không biết à. Gì vậy? Nhẹ nhẹ thôi bể hết chấm trà người ta đó. Ý trời đất ơi, ông Sáu, ông bị gì mà tay chân rung hết trơn vậy? Ông bệnh hả? Cái gì vậy ông Sáu? Trời ơi, ông bệnh hả? Thôi, tôi chạy vô trong, tôi lấy cây dầu tôi cạo gió cho ông nghe. Hai. Gì? Trời ơi, ông có chuyện gì cứ nói, ông yếu trong người phải không? Tôi không có yếu. Trời ơi, tôi không có nói là ông yếu, ý là tôi nói ông bị bệnh đó. Tôi đưa ông đi nhà thương nghe. Hai. Tụi mình tới luôn đi hai. Hai sao vậy? Hai bệnh hả? Để tôi vô tôi lấy dầu tôi cạo gió cho hai nha. Khoan. Sao hai? Ông nói cái gì? Tụi mình tính tới luôn. Tới đâu? Là tôi với hai làm. Cô giao chú rể. Mẹ đừng có nói vậy nữa. Bữa giờ mấy cái người trên công ty á, người ta điện thoại người ta kiếm mẹ hoài luôn á. À, có cái ông nào tên Dũng á, ổng nhắn, ổng nói là ổng sẽ điều hành công ty. Cho mẹ cứ nghỉ ngơi đi, khi nào mẹ khỏe thì mẹ lại tới công ty mẹ làm tiếp. Nhưng mà khi thư ký Khánh á, thì lại muốn mẹ tới công ty liền. Con không muốn giúp mẹ hay sao? Thôi, giúp gì đâu giúp. Con không muốn dính líu tới công ty của ba với mẹ hết á. Con cứ cảm thấy nó không có thuộc gì con. Thôi mẹ hiểu rồi, lo học hành đi. Sao không điện thoại cho mình mà lại gọi cho mẹ mình? Không tin tôi à? Tôi là đứa hư hỏng, bỏ đi vậy đó. Đừng có thương tiếc gì tôi nữa. Chịu hả? Phải khoái rồi. Ông Sáu ơi, ông Sáu. Ôi giỡn hoài vậy trời ơi, ông nhìn tôi nè trời. Ông nghĩ sao? Đó, ông nhìn đi, tôi có chỗ nào giống cô dâu không? Có cái cô dâu nào mà quần ống thấp, ống cao mà quấn ống heo cái kiểu này? Giỡn hoài cái thằng cha này á. Nghĩ làm sao giờ không biết nữa. Sao ông giỡn ngay cái lúc này vậy hả ông Sáu? Trời đất ơi, ông nhìn tôi đi. Cái mặt tôi như vậy nè, vợ tự nhiên bắt tôi làm cô dâu, đội cái rế lên đầu đi qua đầu cầu, đánh rơi nải chuối rồi cô dâu chết đuối chú rể khóc nhè tè tè hả? Không có đâu hai, tôi nói thiệt á, tôi không có giỡn gì hết trơn á. Chuối không có rớt mà hai không có chết mà tôi cũng không có khóc gì hết. Cái này là tôi nói thiệt tình, đứa nào nói giỡn bà bắn. Mặt nó giỡn mà nghiêm trọng ghê vậy đó. Ông ơi ông nhìn cái mặt ông với cái mặt tôi đi, xem ly hết rồi. Tự nhiên giờ làm mấy cái chuyện đó, con nít nó cười cho thúi mũi đó biết không? Kệ cha tụi nó cười kệ nó. Trời ơi, nó cười nó nghe răng nó, đâu phải nghe răng mình đâu. Tụi nó cười đã, nó cũng quen thôi. Nó đâu phải nó khùng nó mới cười hoài. Trời ơi, nhưng mà không có được. Hồi nhỏ lớn giờ á, tôi không có làm cái chuyện gì mà để cho người ta cười tôi á. Mà người ta mà cười tôi á, là tôi mắc cỡ. Mà tôi mắc cỡ như vậy á, là tôi thấy nó nhục lắm. Mà tôi nhục vậy thì sao tôi sống cho được không sao? Hai nói vậy là hai không có chịu hai. Không có chịu làm vợ chồng với tôi luôn hai. Không phải. Ý của tôi á là tôi sao? Chỉ nói là tôi không có chịu cái chuyện kia. Chứ tôi đâu có nói là tôi không chịu ông đâu. Là hai không có chịu làm cô dâu chú rể, nhưng mà hai chấp nhận sống thử với tôi phải không hai? Ai 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 cái chuyện
chuyện sống thử là tuyệt đối không à nha. Tôi không có thích sống thử đâu. Trời đất ơi, tự nhiên cái giờ tôi sống thử với ông, rồi ông quất mã chi phong, rồi ông chia tay hoàng hôn với tôi. Nè ông nhìn cái mặt tôi đi, ngu á thì có chút xíu chứ không có dại à nha. Tôi á làm chuyện gì á cũng nắm đằng chui á, không có nắm đằng lưỡi đâu à. Chui tôi nè, hai đằng cắm, cầm cả đời cũng được đó. Lâm à, con yên tâm nha. Bà hứa là bà sẽ không nói gì với má hai của con, với mẹ đông của con đâu. Cái chuyện mà con làm việc ở đây á, chỉ có ba con mình biết thôi. Con yên tâm nha, không sao hết. Dạ. Chào. Kìa, con gọi ba đi. Dạ. Con gọi ba cho quen. Con. Dạ. Lâm à, ba biết chứ, từ hồi nhỏ đến lớn con không quen gọi tiếng ba, và ba cũng vậy nữa. Ba cũng không có ai để gọi tiếng con. Cha con mình làm lại từ đầu nghe. Dạ. Con. Ba. Hai đừng có buồn nha hai. Tôi nói thiệt với hai, tôi cũng không thích sống thử đâu. Tôi mà sống thử là tôi ghiền hai, tôi bỏ hai cũng được sao, đúng không? Bà hai, giờ hai tính sao hả? Tính hả? Ờ. Mà tính gì? Trời ơi. Ủa? Không ấy vậy nè, không sao. Hay là tôi với ông ấy giờ làm mâm cơm cúng tổ tiên ông bà vậy thôi nghe, chứ làm rình rang kỳ quá. Hai, vậy là hai chấp nhận hả hai? Cảm ơn hai nhiều lắm. Nhưng mà tôi nói thiệt với hai nha, nghĩ đi nghĩ lại, hai đứa mình già nhưng mà mình danh chính ngôn thuận, mình làm việc đàng hoàng, mình đâu có cướp vợ cướp chồng gì của ai đâu mà sợ. Hai, họ cười là họ cười vui, họ cười chúc phúc cho mình, chứ không phải là họ cười cợt mỉa mai. Mình cứ cười vui với họ, biết rồi họ quen, họ hết chìm pha chứ gì. Từ nhỏ tới giờ tôi với bà chưa từng được làm cô dâu chú rể, chưa từng được bước lên xe bông. Hai, hai xứng đáng được hưởng những gì mà hai xứng đáng có, chứ hai không thể nào mà lấy chồng âm thầm được. Tôi tuy là xe ba gác thiệt, nhưng mà tôi sẽ không làm gì cho hai xấu hổ đâu. Hai yên tâm rồi nha. Hai, bây giờ á, một lát cái tôi chạy đi coi cái nhà hàng tiệc cưới nào được được, rồi sẵn rồi tôi đặt thiệp, rồi hai coi bao nhiêu khách mời rồi tôi tính luôn nha. Ông sao? Hả? Nói thì nói vậy thôi chứ bây giờ chưa có được đâu. Ủa? Chứ không phải hai mới nói là... Thì đúng rồi, nhưng ý tôi muốn nói là ông cho tôi chút xíu thời gian nữa để tôi lo xong chuyện cái đã. Ba hiểu chứ, vì ba con mình xa nhau lâu quá,
Con à, ba hứa là kể từ nay ba sẽ bù đắp cho mẹ con. Ba nói đúng, cha con mình sẽ làm lại từ đầu. Con muốn bắt tay vào công việc mới thì con phải bắt đầu từ đâu hả ba? Để ba tính nha. Để coi. Đúng rồi, bây giờ ba sẽ cho người đưa con đi một vòng tham quan xưởng. Ba sẽ cho con xem tài liệu nè, hồ sơ, rồi hợp đồng, nhiều thứ lên tên khác. Nói chung là con phải làm quen mọi thứ. Chào ba chút nha. Cậu Nam đâu? Lên gặp tôi liền nha. Gì vậy hai? Hai còn lo chuyện gì nữa? Cuộc sống của mình còn bao nhiêu chuyện để lo mà. Với lại hai bây giờ hai có chuyện gì hai cứ lo đi. Nhưng mà có gì có tôi sẽ phụ với hai. Chứ bây giờ hai bắt tôi chờ là chờ tới khi nào nữa hai? Từ khi gặp hai tới giờ tôi chưa bao giờ để hai làm chuyện gì một mình hết. Hai bây giờ cũng đã rước cô Đông về đây rồi. Nó có gì thì chị em hữu hỷ vui vẻ với nhau. Bây giờ cô Đông cũng đã tỉnh táo rồi, cậu phải tự lo cho thân mình. Hai còn phải nghĩ tới thân già của mình nữa chứ. Trời ơi, tôi biết rồi ông Sáu ơi. Nhưng mà nói thiệt với ông nha, bây giờ tôi rối ren hết cái chuyện của thằng Lâm. Sao lấy đâu thời gian tôi lo cho mình được? Cậu Nam là trợ lý lâu năm của ba, cậu ấy sẽ đưa con đi tham quan một vòng ở xưởng. Con có thắc mắc gì thì cứ hỏi cậu Nam nghe. Yên tâm không sao đâu. Dạ sếp kêu em. Nam dạ. Giới thiệu với cậu, đây là con trai của tôi. Cái gì mà tròn mắt lên vậy? Dạ không. Quan trọng nó là con trai của tôi ha. Còn mọi chuyện khác cậu không được thắc mắc. Bây giờ cậu đưa nó xuống dưới tham quan xưởng đi. Dạ. Rồi nó muốn gì làm gì á, cậu giải quyết hết cho tôi ha. Rồi hai người lên đây tôi bàn công việc. Dạ anh cứ yên tâm, việc đó để em lo. Cậu Nam là thân tín của ba mà, không sao đâu, con yên tâm. Đi đi con. Hai người đi. Dạ chào sếp. Mời cậu Long. Trời ơi, cái chuyện của thằng Lâm với chuyện tụi nhỏ hai còn lo cả đời. Đó, có gì còn tôi chi? Tôi sẽ lo cho hai. Sau này tụi mình ở nhà chung rồi, nó có gì á thì hả mình giúp đỡ, mình san sẻ với nhau, khỏi phải chạy vòng chi có bất công, đúng không? Không biết ham hố gì cái chuyện về nhà ở chung với nhau không biết nữa hả? Ham xong ham. Trời ơi, chứ đợi mốt sau này chân yếu tay run lấy gì đâu mà ham. Thôi đi, bởi vậy ông á, ông là người ta nói đúng á, Yamaha là già mà ham á. Ta nói 60 năm cuộc đời lận ông ơi. Không, tôi muốn 60 năm, tôi muốn 100 năm thôi. Ham thấy sợ luôn vậy đó hả? Vậy chịu ha. Đây là những mẫu làm theo đơn đặt hàng của một showroom ở bên Hồng Kông. Họ là một trong số những khách hàng ruột của công ty chúng ta. Sắp tới họ có ý định là mở thêm một công ty nữa. Là số lượng sẽ tăng thêm sau mỗi đơn đặt hàng. Công ty của mình có nhiều mối làm ăn như vậy không anh? Cũng nhiều. Đợt triển lãm đồ nội thất vừa rồi ở bên Hồng Kông á, anh Sang có tham gia và đem thêm một số mẫu để chào hàng cho họ. Họ thích lắm. Ê, đợt sắp tới là tôi phải chạy đua với thời gian đây. Nhưng mà làm ăn á, chỉ mong có vậy thôi, mệt mà vui. Mà hình như chủ trương của công ty mình á, là chuyên sản xuất đồ gỗ để phục vụ cho thị trường nước ngoài nhiều hơn là thị trường trong nước, có đúng không anh? Không hẳn là như vậy. Công ty của mình vẫn có một phòng marketing chuyên lo thị trường trong nước mà. Nhưng mà tôi nói cậu nghe, cũng không thể phủ nhận là thị trường ngoài nước đem lại lợi nhuận cao hơn. Vậy trong tương lai mình vẫn nghiêng về sản xuất đồ gỗ để phục vụ cho thị trường Hàn Quốc à? Không chỉ có Hàn Quốc đâu nha, anh Sang còn đang định mở thêm một showroom ở Nhật Bản, vì người Việt sống ở Nhật Bản nhiều lắm.
mời cậu qua đây tham quan tiếp nha. Mô Phật, giá chư vị phù hộ cho con mua mai bán đất. Thôi mấy đứa coi soạn rau đi con. Rồi, sạp xiếc ổn định rồi đó. Má con bà lo buôn bán đi nha. Bây giờ tôi dặn nè. Ừ. Thổi tiền khách thì phải cẩn thận coi chừng lộn tiền đó. Đi rồi. Còn bà nữa đó. Khách khứa ở đây buôn bán nhớ dùng lời nhẹ nhàng thôi. Cái miệng bà bớt la quăng quán là đi. Trời ơi, tao biết rồi. Mày lãi nhãi làm như ông già tao vậy. Ờ, tôi cũng cầu cho bà biết. Thôi tôi đi à. Ê, ê, mà nè. Đi đâu à? Qua nhận ai hả? Chị. Không có. Tiện hỏi vậy thôi mà. Rau chị. Tôi đi á. Đóng hụi đi bà Nho. Ơi, ta nói đàn ông đàn an gì mà kéo cả dòng họ vô núp váy con bán rau mà không biết nhục. Nói gì vậy? Nói gì đâu. Tôi nói phong long thôi mà. Ủa mà có lãi gì của ông đâu mà ông binh. Ông lên tiếng vậy. Kệ đó. Thà núp váy con bán rau còn hơn á. Núp với quần con chủ hụi. Rồi có ngày giật hụi cái công an mời vô nhà đá ngồi. Nè. Bà nói gì đó. Chủ quỷ ai đó. Ê nè 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 nè. Bà ngon bà động tới một cọng tóc của bà Tư đi ha. Tôi lóc mỡ bà, tôi lóc một lần 5kg luôn cho bà tin không hả? Thấy không, thứ vũ phu dễ sợ không. Cũng may là tôi sớm nhận ra cho nên ai thèm. Trời ơi, phải không thèm gần chết mà ở tới tay đâu, không dám đụng tới đâu. Gì đâu mà mới cúng xong âm binh cô hồn đâu kéo tới rồi. Đúng rồi đó. Bực bội. Rau em mới ra bán hả? Dạ. Ủa cải ngon quá, lấy em ký đi. Ba người dạ. Bán chắc được 3 bữa cục vốn. Con mập này mày trù quẹo hả? Trù quẹo hả? Xin lỗi chị. Con nó kiếm chuyện đó hoài à. Cho tôi đó. Dạ em. Dạ an tâm đi, ở đây cân đủ. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vâng hiệp. Ôi trời ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Mất chân. Hay quá. Sao không học hành bên kia đi, tự nhiên qua đây chi vậy? Làm gì nhìn ba mày giống như người ngoài hành tinh vậy? Ba mày hát dở lắm hả? Không dở, nhưng mà không hay. Không bao giờ mày khen ba mày được một câu để động viên ba mày hết trơn. Ủa thì ba có bao giờ coi con là bạn đâu. Không là bạn là tại sao? Tại không bao giờ mà ba kể chuyện cho con nghe hay ba tâm sự điều gì hết. Rõ ràng là mấy bữa nay con thấy ba rất là lạ mà ba không nói cho con biết. Trong người ba nó kỳ kỳ sao á, nhìn ba nó sao sao á. Kỳ kỳ là gì? Sao là sao? Chứ có nghĩa là giống như là ba, trong người ba nó có một con người khác á. Tươi mới hơn, nó hạnh phúc hơn, nó vui tươi hơn. Thì hồi xưa không có gì vui. Thế ba mày không có cười, chứ có gì đâu. Thì đâu có chuyện vui hả? Kể con nghe. Nó là vậy nè. Nhìn mặt mày nhiều chuyện quá không muốn kể. Gì kỳ vậy? Gì nữa? Con đứa con không kể, kể cho ai nghe, giờ kể cho bà hàng xóm nghe hả? Không phải. Không phải thì kể đi. Tôi mệt quá nè. Chuyện nó là vậy nè. Sao? Thì cái... Mà con nghe làm chi? Kỳ nha, tao nói lớn rồi, muốn kể chuyện thì kể đi, nhắc 2 lần luôn. Biết là người ta đang tò mò mà còn nhắc 2 lần nữa làm sao luôn. Kể đi. Thì ba mày không thích kể, được không? Ba là bán không bao giờ có lời luôn nè. Lúc nào ba cũng bị què vốn. Bởi vậy đâu có giàu lên nổi đâu. Kể ta. Kể đi. Không kể. Ba không kể thì con tự nói luôn. Ba có bồ. Nít. Nhỏ nhỏ giùm tôi một cái coi. Ba có bồ. Cái gì có bồ? Nhảm nhí thấy ớn luôn à. Chỉ có người đang yêu có cái bộ dạng bất thường đó thôi. Ủa? Mà mình có cái bộ dạng đó bao giờ không ta? Có biết yêu đâu, có được ai yêu bao giờ đâu mà có. Toàn gặp đồ sida không à. Tôi chết rồi. Mới nói ai vậy? Không có được nha, không có được.
Ba, ngồi đi. Dạ thưa anh, em đã đưa cậu Lâm đi tham quan tất cả các cơ sở sản xuất của mình rồi anh. Ừ, tốt. Lâm à. Dạ. Sắp tới còn có rất nhiều việc. Nhân công thì ba phải tuyển thêm, nhưng người ba cần ở đây là người phải thân cận, đáng tin. Ba cần để phụ ba quản lý việc xuất nhập khẩu. Mà cậu Nam thì một mình cậu làm không có xuể. Ba, con thấy công ty của mình vẫn còn bỏ ngỏ thị trường trong nước rất là nhiều. Tại sao ba không tập trung phát triển vào cái mảng đó hả ba? Hiện nay công ty của mình phải hoàn thành những hợp đồng còn dang dở với bên Bắc Âu. Nhà xưởng thì xây chưa xong, nhân công thì còn thiếu. Mình không thể nào ôm đồm được đâu con à. Làm cái gì phải chắc cái đó. À, cậu Nam. Dạ. Cậu đi lo cho xong cho tôi hồ sơ xuất nhập hàng đi. Dạ anh. Đi. À Lâm à, con qua bên đây, ba cho con xem bản hợp đồng ba vừa mới ký với bên showroom. Dạ. Con xem đi. Con xem cho biết rồi tập làm việc cho quen. Dạ. Ủa, cô định đi đâu hả? Em tính về quê. Về quê? Ở đâu? Em về với má em. Nhà cô còn anh chị em về không? Dạ không. Em chỉ còn má với quê thôi. Ba em mất rồi. Rồi cô định làm gì? Em cũng chưa biết nữa. Ban đầu em tính lên đây kiếm việc làm, kiếm nhiều tiền rồi đưa má em lên Sài Gòn sống với em. Không chừng bây giờ em ở dưới quê với má. Quê cô ở đâu vậy? Em ở Cần Thơ. Cần Thơ à? Vậy là mình cùng đồng hương rồi. Mà cũng lâu rồi tôi cũng không có về quê. Tới giờ em ra bến xe rồi. Em cảm ơn chị đã giúp đỡ cho em những ngày qua. Thôi cô đi đi, để em thời trễ. Sẵn tiền có xe, tôi đưa cô ra bến xe nha. Dạ, em có gọi xe ôm rồi, đang chờ em ngoài đầu hẻm. Cô cho con gửi khóa. Mấy mốt mà khi nào mà lên tới đây á, mà không có chỗ ở cứ gọi điện thoại cho cô. Dạ cảm ơn cô. Rồi chào em nha. Em đi nha chị. Có cần gì á thì cứ việc gọi cho tôi. Dạ cảm ơn chị. Mình giờ cũng thành kẻ tha hương trên chính xứ mình rồi. Đây, con thấy đó, công ty có rất nhiều hợp đồng có giá trị. Nhà xưởng thì đang xây dựng, nhân công thì thiếu, còn rất nhiều việc phải làm. Con về rất đúng lúc đó. Dạ, con hy vọng là con sẽ giúp được ba. Chắc chắn rồi, nhưng mà không phải là giúp ba. Công ty này là của ba và con. Dạ. Ba. Sao con? Ba nghĩ là ba có nên gặp mẹ không? Ba.
Lâm à, thật sự ba rất muốn gặp mẹ con. Nhưng khi gặp lại mẹ con, ba phải làm điều gì đó tốt đẹp cho gia đình mình trước đã. Cho nên bây giờ mẹ con đang oán giận ba. Bây giờ ba rất rối rối, không biết phải làm gì để gặp mẹ con nữa. Cho nên con thông cảm, để từ từ cho ba nha. Dạ. Nhưng mà mẹ, mẹ cũng chưa có biết cái chuyện con gặp ba đâu. À, đừng, đừng cho mẹ con biết rồi nha. Con hiểu mà. Ừ. Nhưng mà ba, bây giờ thì con sẽ làm gì hả ba? Ừ, để ba tính coi. Trước mắt là con sẽ đi học một khóa quản trị kinh doanh. Sau đó con về quản lý xuất nhập khẩu thị trường Bắc Âu. Đây là lợi nhuận cao nhất của công ty. Ba không dám giao cho người ngoài con à. Nhưng mà nếu như con đi học thêm một lớp quản trị kinh doanh nữa thì con e là con... Bây giờ đã có ba rồi, con lo cái gì nữa? Ba lo hết cho con tiền học phí. À, mà lúc nãy con nghe ba nói là công ty của mình đang thiếu nhân sự phải không ba? Đúng rồi, công ty đang trên đà phát triển, cho nên cần rất nhiều người giỏi. À, ở trong trường học á, con thấy đứa nào giỏi giới thiệu cho ba nghe. Dạ, con sẽ lưu ý cái chuyện này. Ba cứ yên tâm. Cảm ơn con. Nó bú nhiều không chị? Nó bú nhiều, ngủ ngoan, không có quấy khóc gì hết á. Nó biết thân biết phận của mình mà. Chị cầm số tiền này đi. Em ẵm thằng nhỏ về quê cho bà ngoại biết mặt. Khi nào lên em nhắn cho chị nha. Được rồi, chị đang thất nghiệp mà không có việc gì làm hết trơn á. Khi nào có việc thì báo cho chị. Chị cảm ơn nhiều. Chị thu xếp đồ cho thằng nhỏ giùm em nha. Em về có lâu không? Em cũng chưa biết nữa. Ừ. Thì cứ về đã rồi tính. Dạ, cô con 15 ngàn, con hối cô 5 ngàn nha. Dạ. Cảm ơn. Bữa khác tới nữa nha chị. Cảm ơn chị. Cân đủ cho tôi đó nghe. Trời ơi, em yên tâm đi. Chị đảm bảo luôn em đi cân chỗ nào thử thiếu một lạng chị cho không, không lấy tiền. Ờ, cái này 1 ký 15 ngàn. À, thì tôi nói vậy thôi chứ tôi hay mua của bà Thảo ở đằng kia kìa. Nhưng mà thấy chỗ chị á vừa ngon vừa rẻ hơn nên tôi tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó đó mà. À thì biết vậy cho nên thật sự mẹ con tôi cũng bán rẻ được một chút. Tuy lời ít nhưng mà được cái lấy số lượng nhiều thì cũng cảm ơn em ủng hộ. Mai mốt lại ủng hộ nữa nha. Vậy thôi tôi đi nghe. Đâu phải là người ngoài hành tinh đâu. À, hôm nay ra đây có con Chi không cậu? Không có chuyện ra đây làm cái gì? À, chết rồi. Bộ con hai ở nhà bị gì hả? Hổm rài, thật sự là tôi cũng muốn qua nhà là xin lỗi cô hai với lại cảm ơn cô hai đã dạy cho má con tôi buôn bán mà. À, tôi sợ cô hai còn giận nên tôi không dám qua bển. Má hai của tôi cũng đâu rảnh mà giận hờn mấy cái chuyện vu vơ đó. Mà bộ buôn bán như vậy cực khổ lắm hay sao? À, tại thật sự đó vợ chưa có buôn bán bao giờ. Cứ nghĩ đi, buôn bán là thức khuya dậy sớm cực khổ lắm. Nhưng mà làm có tiền được nên má con tôi vui lắm. Lại buôn bán cùng nhau nữa. Mà má hai của tôi buôn bán có mình ên nè. Thấy đâu có than cái gì đâu. Mà sao sạp chút xíu tới ba người cứ chùm đụm vô vậy? Bộ không thấy dư thừa hả? Dạ, tại bán có tiền cho nên ai cũng ham hết á. Không ai muốn ở nhà hết á anh ơi. Thì tôi đâu có biểu ở nhà. Ý tôi nói cái sạp như vậy nè, chỉ cần hai người là đủ rồi, để một người đi làm cái chuyện khác. Ủa, anh nói vậy là sao? Chị uống nước cam cho khỏe nè chị.
đây là hồ sơ. Từ vừa rồi khách hàng đặt xe rất là nhiều. Anh Dũng cũng gửi một số mẫu xe mới bên kia cho mình tham khảo. Em với Dũng liên lạc cho chị mà không có được, nên anh Dũng đã tự giải quyết một số vấn đề và giải quyết những hóa đơn mà khách hàng đã đặt cọc trước. Chị kiểm tra lại giùm em, khách hàng đã chuyển khoản đầy đủ cho mình rồi đó. Được rồi, tôi coi rồi. Dạ. Trời, tôi nói như vậy mà cô không hiểu hả? Ý tôi nói là chia bớt một người ra làm cái việc khác. Tôi cần một người đi học chung với tôi sau khóa học đó, và vô công sở làm, có lương đàng hoàng hẳn hoi. Ai muốn đi? Em đi. Em đi. Một người đi thôi. Má. Con này đi. Đi đi. Con cũng muốn đi học với ảnh mà. Nhưng mà con còn nhỏ lắm. Nhỏ gì, con lớn rồi. Mà hai cô ở đây ai học hết lớp 12 rồi? Dạ em. Rồi có thi đại học chưa? Hồi đó em có thi kinh tế mà em rớt rồi. Vậy cũng được. Nga, vậy mày ở nhà phụ bán với má nha. Tao đi học với ảnh. Ngày mai á, cô xin mẹ của cô nghỉ làm đi, rồi qua trung tâm đăng ký học với tôi. Anh. Bây giờ em đăng ký học á, thì em có phải đóng tiền không? Tôi đâu kêu có học trong chùa. Nhưng mà má con tôi mới ra bán à, đâu có tiền bạc mà. Cô yên tâm đi, con đâu có biểu thí đem theo tiền đâu. Tôi dặn sao á, cô cứ nghe vậy đi. Ủa là sao? Ủa vậy là sao má? Không lẽ ảnh đóng tiền giùm chị ba luôn hả? Gì mà xuống dữ vậy không biết nữa. Trước kia mình làm bao nhiêu lỗi, má con nó không giận mình. Còn bây giờ còn qua giúp. Má nó thì giúp mình buôn bán rau, còn nó giúp gì việc làm. Kiểu này má con mình mang nợ nó cả đời. Chào anh Dũng, em đã báo cáo chị My về những hợp đồng anh đã giải quyết trong tuần vừa qua. Cảm ơn em, để làm việc với chị. Dạ. Anh ngồi đi. Em ổn không? Em không sao. Em cảm ơn anh thời gian qua đã lo lắng cho công ty nha. Không có gì đâu, miễn sao em bình tâm trở lại với công ty là được rồi. Anh cũng sẽ để em tự lo mọi thứ, để cho em tự quyền ký kết mọi hợp đồng giống như ý của em. Anh có muốn giúp em nữa không? Chắc là thời gian sắp tới anh sẽ ít tới đây hơn. Tại vì hình như là vợ anh đã phát hiện ra chuyện gì đó rồi. Thời gian gần đây cổ hay dò xét mấy chứng từ, rồi dò hỏi anh đủ thứ chuyện hết. Nếu như cổ biết thì sao?